Thì trước tiên là tôi nói về cái biến ngẫu nhiên đó. Thì cái khái niệm biến ngẫu nhiên thì cái khái niệm đơn giản của nó là một cái đại lượng ngẫu nhiên, là một cái đại lượng bằng số mà giá trị nó nhận được một cách ngẫu nhiên tùy theo kết quả của phép thử. Thường biến ngẫu nhiên mình sẽ ký hiệu bằng cái chữ cái in hoa như x, y, z. Và tập hợp tất cả các giá trị mà biến ngẫu nhiên nó nhận được đó, thì mình gọi là miền giá trị của biến ngẫu nhiên và mình ký hiệu là IMX. Thì đối với biến ngẫu nhiên đó, thì mình có những cái ký hiệu viết tắt như sau. Thì thực chất cái biến ngẫu nhiên đó, nó là một cái hàm nó đi từ cái không gian mẫu của phép thử. Nó là một cái hàm, ví dụ như biến ngẫu nhiên X này đi từ không gian mẫu của phép thử đi vào cái trục số thực. Số thực là mình thường ký hiệu là R đó. Như thế thì ở bên đây là một cái biến cố sơ cấp, thì nó sẽ cho tương ứng qua đây là một cái số thực và nó sẽ ký hiệu là x omega. Vậy thì tập hợp tất cả những cái mình xem cái định nghĩa như thế này, thì tập hợp tất cả những cái biến cố sơ cấp nằm trên cái không gian mẫu mà sao cho cái ảnh của biến cố sơ cấp nó nhỏ hơn ít, không, nhỏ hơn ít thì nó sẽ viết tắt là ít lớn nhỏ hơn ít nhỏ. Thì trong cái cách viết này đó thì mình lưu ý là cái ít lớn là biến ngẫu nhiên, còn ít nhỏ là một cái số thực. Vậy thì khi mình viết như thế này thì có nghĩa là ít có nhận giá trị từ ít nhỏ đảo xuống, đúng không? Cái biến ngẫu nhiên ít nó nhận giá trị từ ít nhỏ đảo xuống. Đấy. Bây giờ tôi lấy một cái ví dụ như thế này. Bây giờ mình xét một cái ví dụ là ví dụ như sao. Bây giờ mình xét cái phép thử là gieo một cái đồng xu cân đối đồng chất 3 lần. Và mình gọi x là cái số lần xuất hiện mặt sắt, số lần xuất hiện mặt sắt. Trong cái 3 lần gieo này đó, thì như vậy thì x này là biến ngẫu nhiên, x là biến ngẫu nhiên và miền giá trị của biến ngẫu nhiên này nó sẽ là như thế này. Là IMX nó sẽ bằng là 0, 1, 2, 3. Nó có 3, 4 giá trị. Thế thì khi mà mình gieo một cái đồng xu cân đối đồng chất 3 lần đó, thì mình nhớ là cái không gian mẫu của mình đó là nó gồm có các cái biến cố như là ớt, 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 ớt n. Không, hai lần đầu xuất hiện mặt sắt, lần sau xuất hiện mặt ngửa này. Hoặc là ớt n, ớt này. Hoặc là NSS, hoặc là SNN, NSN, là NNS, và cuối cùng là NNN, 3 chữ nào, tức là 3 lần xuất hiện mặt ngửa. Vậy thì cái biến ngẫu nhiên x ở đây nó chính là cái gì? Biến ngẫu nhiên x thì ở đây đó, thì cái này mình thấy là nó có 3 chữ S, có nghĩa là 3 lần xuất hiện mặt sắt, thì có nghĩa là x bằng 3. Này là x bằng 3. À, chỗ này là x bằng 2. Chỗ này là x bằng 2 luôn. Chỗ này là x bằng 2 luôn. Chỗ này là x bằng 1. Chỗ này là x bằng 1 luôn. Rồi ở đây là x bằng 1. Rồi, cuối cùng là chỗ này là x bằng 0. Đấy. Như vậy thì một một cái cách mà mình đặt tương ứng
đặt tương ứng một cái biến cố sơ cấp trong cái phép thử với một cái số thực, thì cái cách đó là một gọi là một biến ngẫu nhiên. Đại khái là thế. Thì cái miền giá trị của biến ngẫu nhiên này là 0, 1, 2, 3 này, nó có số 0 là số 1, không, số 2, số 3. Nhưng mà mặc dù nó tới xuất hiện tới 3, 3 số 1 với 3 số 2. Đấy, thì đây là một cái biến ngẫu nhiên này. Đó. Và ví dụ như mình ký hiệu là x bằng 2 nhường 2, thì lúc này đó là cái này nó chính là cái biến cố là gồm gì? S, S, N, S, N, S, S. Đấy, thì khi mình ký hiệu x bằng 2 là nó như thế này. Còn ví dụ như mình ký hiệu là x bé hơn hoặc bằng 2. Nếu mình ký hiệu là x bé bằng 2 thì cái này mình hiểu nó là cái gì? Cái này mình hiểu nó sẽ là như thế này. Tức là cái số mặt sắp từ 2 trở xuống, không? Mình sẽ ra là số mặt sắp từ 2 trở xuống. Nó cũng là SN. Rồi SN S. Ngoài ra thì nó lại có cái này nữa, từ 2 trở xuống mà. Đó. Thì từ 2 trở xuống. Tức là mặt S xuất mặt 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 sắp xuất hiện 2 lần trở xuống. Không, 2 lần trở xuống. Thì nó gồm có cái này nữa nè, SN, NSN, NNS, và cuối cùng là ba cái chữ nào luôn. Tức là mình thấy cái chỗ nào mà cái giá trị của x mà nó từ cái số 2 chợ đảo xuống là mình chọn hết vô đây. Thì cái cách tôi viết cái biến cố là như thế này là mình hiểu không? Đó. Thì mình có một cái định lý là nếu như trên không gian mẫu mà mình có lập được hai biến ngẫu nhiên x y đó, thì khi đó là tổng hiệu tích thương của các biến ngẫu nhiên đó cũng là biến ngẫu nhiên, và cái min max của nó cũng là biến ngẫu nhiên, và cái hàm hợp của biến ngẫu nhiên cũng là biến ngẫu nhiên. Đây là cái định lý số 2. Thì chỗ này là chúng ta có một số cái ví dụ về cái biến ngẫu nhiên. Không? Ví dụ về biến ngẫu nhiên thì mình có rất nhiều ví dụ về biến ngẫu nhiên các chị, không, ví dụ về biến ngẫu nhiên chẳng hạn như mình có gieo đồng xu cân đối đồng chắc 2 lần, thì khi đó tôi sợ tôi quên như mở micro. Thì ở cái ví dụ 2.1 là mình gieo đồng xu cân đối đồng chắc 2 lần, ha, thì cái miền giá trị của biến ngẫu nhiên là biến ngẫu nhiên chỉ số lần mặt sắp xuất hiện á, 0, 1, 2. Gieo con xúc xắc cân đối đồng chắc thì gọi y là số chấm xuất hiện, thì y nó bằng 1, 2, 3, 4, 5, 6, thì đây cũng là ngẫu nhiên, đó là biến ngẫu nhiên luôn rồi. Rồi quan sát số người đến siêu thị Vincom trong khoảng từ 8 giờ đến 8 giờ 30, thì số người đến thì nó cũng là một cái biến ngẫu nhiên, đúng không? Thì mình thấy theo cái định nghĩa thì biến ngẫu nhiên là một cái giá trị bằng số mà miền giá trị nó nhận được một cách ngẫu nhiên tùy theo kết quả của phép thử. Thứ hai nữa là mình thấy là gì, khi mà mình gieo một cái đồng xu cân đối đồng chắc như thế này đó, thì các cái biến cố này nó là nó những cái giải ký tự, giải 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 ký tự cái chữ viết á, không đấy, thì khi đó mình muốn 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 dễ dàng mình quản lý hay là mình tìm hiểu cái luật phân phối xác suất của nó, tính xác suất của biến cố nào đó, thì đối với những cái biến cố như SSN này kia đó, tính thì mình dùng cái phép giao các biến cố hoặc là phép hợp các biến cố mình kết hợp với nhau, không, chẳng hạn như ở đây mình nói là cái số mặt sắp từ 2 trở xuống, không, thì nó ghi cái phức tạp như thế này đấy. Cho nên là ở đây người ta mới mà cách là nếu mà quản lý bằng cái những cái ký tự, giải ký tự gì nó phức tạp, không, thay vì giải ký tự như phức tạp như thế này, bây giờ mình viết gọn thành là x bé bằng 2 nó dễ hơn đấy. Thì đó cũng là lý do là tại sao khi mà người ta tiến hành phép thử thì người ta sẽ gán cái những cái biến cố sơ cấp cho những cái con số, thì để cho cái thuận tiện việc tính toán xác suất sau này. Đấy. Giống như kiểu mình sưu tập download được về rất nhiều cái bài hát hay của mình để trong cái máy tính, không,
nhưng mà bây giờ là mình quản lý nó rất khó khăn, tại tên bài hát thường nó rất là dài đấy, cho nên là mình thường là mình sẽ gán cho mỗi bài hát là một con số, gán bài hát cho một con số, thì khi mà mình muốn hát cái bài nào đó thì mình trong đầu mình nhớ là cái bài đó là tương ứng với số nào đó, thì mình chỉ cần lấy cái list đó ra nhắn một số là cái bài đó nó hát lên đấy. Thì cũng như vậy, thì đối với cái biến ngẫu nhiên thì một phép thử thì nó sẽ ra những cái biến cố rất phức tạp như thế này, thì bây giờ mình sẽ gán cho những cái biến cố đó những con số để mình dễ quản lý, là cũng giống như kiểu mình phân loại vậy đó. Không, đây phân loại những cái biến cố nào mà nó có hai chữ S thì mình sẽ gắn số 2, những biến cố nào nó có một chữ S thì mình sẽ gắn cho số 1, mà không có chữ S nào thì gắn cho số 0, giống như kiểu mình số hóa nó đi. Thì thật chất là biến ngẫu nhiên thì thật chất là mình đánh số các cái biến cố theo một cách nào đó thì nó ra biến ngẫu nhiên. Thì như vậy thì mình phải phân biệt biến ngẫu nhiên với biến cố là thế nào. Thì trong kiến thức này, thì biến ngẫu nhiên nó là một cái hàm, cái hàm nó đi từ cái không gian mẫu của phép thử mà sang cái trục số thực, trục số thực R này. Không đấy, thì cái hàm này thì nó là một cái hàm, phải không? Biến ngẫu nhiên là hàm, còn cái biến cố là gì, khi cái hàm đó nó nhận cụ thể một giá trị nào hoặc một số giá của cái giá trị nào đó thì nó trở thành biến cố. Không, thì khi mà cái if này là nó nhận một cái giá trị cụ thể nào đó hoặc là một số giá trị nào đó thì nó trở thành một biến cố, cho nên là mình không thể đồng nhất cái biến ngẫu nhiên với biến cố được, phải không đấy. Thì tôi thấy có nhiều giáo trình viết rất là sơ sài, hay còn nói là tức là ký hiệu x là biến ngẫu nhiên mà tính xác suất x, xác suất x là xác suất gì không, thì x nó là hàm không tính xác suất mà phải tính xác suất, nếu mà cái viết cái chiếc gì là sai nè, mình sẽ viết là xác suất x nó nhận cái giá trị nào đó, hoặc là mình viết là x nó nhận thuộc cái khoảng nào đó, cái khoảng k nào đó trong trục tập số thực, thì viết như thế này là hợp lý. Còn nếu mà viết là xác suất x, xác suất của cái x thì tôi thấy có nhiều người viết theo cách này có thể là không phân biệt được cái biến biến ngẫu nhiên với biến cố. Đấy, cái viết như thế này là không chấp nhận. Đấy, bây giờ tôi biến ngẫu nhiên là tôi nói rồi phải không, thì bây giờ mình có một cái định lý nói về cái mối liên hệ giữa biến ngẫu nhiên đó. Bây giờ mình có hai biến ngẫu nhiên thì kết hợp là cộng trừ nhân chia thì nó cũng ra biến ngẫu nhiên, mình hiểu đại khái như thế. Về cái hàm phân phối xác suất thì lúc nãy khi mình nói về biến ngẫu nhiên đó, mình nói về biến ngẫu nhiên thì khi đó biến ngẫu nhiên x mà nó nhận giá trị từ cái số x nhỏ, không, cái giá trị x nhỏ này trở xuống thì nó là biến cố, mà nếu mà nó có biến cố thì nó có xác suất, và nếu có xác suất thì nó cái xác suất đó nó là một con số, và con số đó mình ký hiệu là f lớn x. Thì lúc này đó thì tập hợp những cái giá trị với mọi số thực x thuộc R đó, thì cái giá trị tương ứng của nó là fx này đó, mà nó định nghĩa theo công thức 2.1, tức là nó là xác suất của cái sự kiện này, thì nó gọi là hàm phân phối xác suất tích lũy của biến ngẫu nhiên x. À, thì bây giờ nó có một số tính chất của cái hàm phân phối xác suất tích lũy đó, thì cái hàm này đó là cái giá trị nó là từ 0 đến 1, giá trị nó từ 0 đến 1 thôi. À, thì cái dáng điệu của cái đồ thị của cái hàm phân phối xác suất tích lũy là nó như thế này. Đầu tiên là nó đi ở chỗ mức 0, nó tăng tăng dần lên tới cái số 1, tới số 1 mới đi ngang luôn. Đấy, thì cái hàm phân phối xác suất tích lũy cái đồ thị thường nó sẽ có dạng thế này, hoặc là đồ thị nó sẽ có dạng là cái hàm bậc thang như thế này, thang thế này, và tới mức cuối cùng ở đây là bằng 1 thì nó sẽ không vĩnh viễn, nó không tăng lên nữa, nó bậc thang nó lên tới số 1 rồi nó ngừng. Thì đó là cái hàm phân phối xác suất tích lũy, cái này là mình có thể tham khảo thêm trong cái tài liệu ha. Thì đối với cái biến ngẫu nhiên đó, thì mình lại chia ra làm hai hai loại không. Thì bây giờ ở đây là chúng ta nhìn vô chỗ cái định nghĩa biến ngẫu nhiên đó, nhìn vô chỗ định nghĩa biến ngẫu nhiên thì người ta lại chia biến ngẫu nhiên làm hai loại thì theo cái miền giá trị của nó. Đây nó có ví dụ à, thì những cái biến ngẫu nhiên như cái ví dụ 2.1, 2.2, 2.3 này đó là biến, nó gọi là biến ngẫu nhiên rời rạc à, những cái ví dụ này về biến ngẫu nhiên rời rạc, cái này gọi là rời rạc.
Thì biến ngẫu nhiên nó cũng chính là cái biến là nằm ở trong những cái phần mềm thống kê SPSS hay là R đó, thì nó cũng cũng đồng nhất với cái khái niệm biến như thế. Nhưng mà cái khái niệm biến ở trong cái phần mềm đó thì nó có thêm là cái biến định tính và định lượng. Ở đây thì mình sẽ nghiên cứu biến định tính, biến định lượng thôi, tại vì mình đã nói là biến ngẫu nhiên là mình đại lượng bằng số mà. Đấy. Cho nên là chỗ này đó là mình chỉ nói biến định lượng. Và ở đây là chỉ biến rời rạc thôi. Bây giờ tôi lấy ví dụ về biến biến liên tục. Biến liên tục là bây giờ là mình đo chiều cao. Đo chiều cao của một người trong một nhóm người. Một nhóm người. Như vậy thì cái chiều cao đó, chiều cao nó sẽ là một cái biến ngẫu nhiên x, không? Mà miền miền giá trị của nó như thế này, miền giá trị đó, giá trị đó là mình ký hiệu là y mà x, thì nó sẽ bằng là đây, ví dụ như cái khoảng từ từ 0 đến không cái cái chiều cao của người ta thì thường là từ khoảng 0,5 mét. Mặc dù có những người mà có chiều cao dưới 0,5 mét nữa, không? Thì mình sẽ tính từ từ 0,5 mét đến đến 2 mét là nó ổn. Cũng tương đối ổn thôi. Vậy thì cái chiều cao họ là một con số nằm ở trong cái khoảng này nè. Khi mình đo nhầm cái người mà có chiều cao thấp đó thì có thể là chiều cao họ 50 mấy cm không chừng, tức là 0, mấy. Không? Đấy, thì đơn vị nó là mét. Thì biến ngẫu nhiên như thế này nó gọi là biến ngẫu nhiên liên tục nè. Thì đây là ít ít nó chính là biến ngẫu nhiên liên tục. Liên tục. Thì tùy theo cái miền giá trị của nó người ta chia ra. Thì mình thấy là cái miền giá trị của biến ngẫu nhiên liên tục á nó là một cái khoảng hay là một cái đoạn. Khoảng hay đoạn trong hay trong tập số thực. Trong R. Không. Ví dụ như trong trong R đó, trong R mình viết như thế này, mình viết là 0,1, viết là 0,1, không, mình viết 0,1 như thế này thì có nghĩa là mình viết cái khoảng 0,1 như thế này thì có nghĩa là trong đây nó có vô số không đếm được các số thực mà nó lớn hơn không, nhỏ hơn một, không, cái này nó chính là tập hợp những cái số thực sao cho là cái số thực này nó lớn hơn không và nó nhỏ hơn một. Đấy. Thì mình có thể liệt kê ra hết tất cả những cái số nằm trong đây không? Không, không thể nào. Đúng không? Tại vì nó là gì đây? Ví dụ như mình liệt kê cái số 0,1. Rồi mình nói là cái số 0,1 là cái số 0,2, nhưng mà thực tế không phải vậy. Ví dụ như 0,1 nè. Thì chính giữa cái số 0,1 và 0,2 thì nó lại có rất nhiều số, chẳng hạn như 0,01 à 0,11 rồi 0,12. 0,12 đúng không? Rồi 0,13 dân dân tới 0,19. 0,19. Nhưng mà giữa cái 0,11 với 0,12 thì nó lại có cái số 0,115, 0,116 vậy, rất nhiều số. Cho nên là trong đây mình không liệt kê hết được. Cho nên người ta gọi những cái tập như thế này đó là những cái tập liên tục. Mà biến ngẫu nhiên mà nó có tập liên tục như thế này thì nó gọi là biến ngẫu nhiên liên tục. Không? Thì ở đây đó là mình có biến ngẫu nhiên rời rạc rồi. Biến ngẫu nhiên rời rạc thì miền giá trị của nó là chỉ có một vài số như thế này thôi. Hoặc là nó có vô hạn số nhưng mà đếm được giống như tập số tự nhiên vậy đó. Thì nó gọi là tập rời rạc, hoặc là cái miền giá trị của nó là tập rời rạc thì nó là biến ngẫu nhiên rời rạc. Thì bây giờ là mình nói về cái hàm phân phối xác suất thì nó lúc này nó cũng chia ra đối với cái biến ngẫu nhiên mà rời rạc đó thì nó cũng cũng chia ra nó cái hàm phân phối nó riêng, còn biến ngẫu nhiên liên tục thì hàm phân phối nó riêng. Thì đối với biến ngẫu nhiên rời rạc á, thì cái phân phối xác suất của nó thì người ta sẽ sắp xếp thành một cái bảng như thế này. Không. Thì em thấy là ở trên đây đó là cái hàm phân phối xác suất tích lũy là nó sẽ tính tính cái mức xác suất từ lúc mà x nó nhận giá trị x nhỏ trở xuống. X nó nhận giá trị từ x nhỏ trở xuống mà tính xác suất hết cái đó luôn thì cái đó gọi là xác suất tích lũy. Còn cái bảng phân phối xác suất này á, thì nó sẽ tính cái xác suất khi mà x nó nhận giá trị tại cái điểm xi thôi, như tại điểm x1 nó nhận xác suất x bằng 1,
tại điểm x2 nhận xác suất x bằng 2 nhân dân, tại điểm xn thì nhận xác suất xn, thì lúc này nó gọi đây là bảng phân phối xác suất. Thì cái bảng từ cái bảng phân phối xác suất này đó thì mình thấy cái tính chất là gì, tại do cái xác suất của các cái biến cố này lúc nào cũng lớn bằng không đúng không, cho nên cái BI này nó lớn bằng không. Và theo công thức xác suất đầy đủ mình nghiên cứu hôm buổi đầu tiên đó thì tổng tất cả các BI này nó phải bằng một, không đó. Và từ cái bảng phân phối xác suất này mình sẽ xây dựng trở ngược lại cái hàm phân phối như trên đây bằng cách là gì đây, mình muốn tính cái xác suất để mà một cái để tính cái giá trị hàm phân phối tại điểm x, thì mình sẽ ví dụ như x nó gầm g g chỗ này, x nó g về chỗ này đó, thì ở đây mình sẽ cắt cái từ cái x ra đây mình đổ dồn qua bên trái này, mình cộng hết tất cả cái bi lại thì nó sẽ được giá trị hàm phân phối tại điểm x đi. Và tương tự như vậy thì khi mà mình có cái bảng phân phối xác suất như thế này đó thì mình sẽ tính xác suất x nó nhận giá trị trong khoảng từ từ A đến B này kia rất là dễ dàng, và mình sẽ lấy giữa hai khoảng đó mình cộng lại. Không, bây giờ tôi lấy cái ví dụ như thế này, bây giờ mình có cái ví dụ về gieo một con xúc xắc cân đối đồng chất, ví dụ về gieo con xúc xắc cân đối đồng chất ha. Thì ở đây tại sao mình để là cân đối đồng chất để cho cái mỗi cái biến cố sơ cấp nó có cùng khả năng xuất hiện mà, không thì khi khi mà mình gieo một con xúc xắc cân đối đồng chất như thế thì cái số chấm xuất hiện của nó là từ 1 đến 6 không, và mặt một chấm xuất hiện với xác suất 1 phần 6, 2 chấm xuất hiện với xác suất 1 phần 6, 3 chấm xuất hiện với xác suất 1 phần 6, rồi 4 chấm xuất hiện xác suất 1 phần 6, 5 chấm xuất hiện xác suất 1 phần 6, thì cái bảng này nó gọi là gì, bảng phân phối xác suất, đúng chưa? Và các anh chị lưu ý là trong cái bảng phân phối xác suất này đó thì cái giá trị của x mình nên sắp xếp từ nhỏ đến lớn, giá trị của x là nó nằm ở trên cái dòng 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 đầu tiên này. Một bạn mới vô à, cái giá trị của x là nó nằm ở trên cái dòng đầu tiên này các anh chị, rồi còn cái dòng dưới là nó chính là cái xác suất, thấy không, xác suất để x nó nhận cái giá trị bằng x nhỏ luôn. Đấy, thì mình thấy là trong cái bảng này đó là đây là 1 phần 6, 1 phần 6, 1 phần 6 cộng lại là nó ra nhiêu, nó ra là 1, tất cả cái số này cộng là bằng 1, và mỗi số đều lớn bằng không đúng không. Đấy, tức là nó thỏa mãn hai cái tính chất rồi. Rồi sau đó là cái gì, bây giờ đó là ví dụ như mình muốn là khi mà mình gieo một con xúc xắc thì cái số chấm nó xuất hiện phải lớn hơn 3. À, tính xác suất cái biến cố là khi mà mình gieo con xúc xắc như vậy thì cái số chấm nó xuất hiện lớn hơn 3. Thì ở đây lớn hơn 3 là mình sẽ lấy cái số lớn hơn 3 này mình nhắc ra, mình đảo nó, mình dí nó về bên phải, lớn hơn 3 đúng không. Vậy thì mình muốn tính xác suất lớn hơn 3 tức là nó xác suất x bằng 4 là x bằng 5, x bằng 6, mình cộng hết mấy này lại thì nó ra được bằng 1. Thì từ cái bảng phân phối này mình có thể là tính xác suất được là như thế, mà cũng có thể lập được cái hàm phân phối, không? À, trong cái ví dụ gieo một cái đồng xu cân đối đồng chất 3 lần đó thì gọi x là số lần xuất hiện mặt sắp đúng không, thì cái bảng phân phối xác suất của x như sau, x nhận giá trị bằng 0 xác suất 1 phần 8, x nhận giá trị bằng 1 xác suất là 3 phần 8 đúng không. Đấy, tại vì ở trên đây nè đó, bây giờ xác suất x bằng 1 là nó có ba cái sự kiện đúng không, ba sự kiện là SNN, NXN, NNS, ba sự kiện mà chia cho 8 cái, cái trường hợp này. Đấy, thì nó xác suất của nó sẽ bằng 3 phần 8. Đấy, 3 phần 8. Tương tự là xác suất x bằng 2 cũng 3 phần 8, mà xác suất x bằng 3 thì bằng 1 phần 8 không, thì xác suất x bằng 0 là bằng 1 phần 8. Và bây giờ mình muốn tính giá trị hàm số tại tại điểm F2,5. Tính F2,5 thì cái số 2,5 nằm chỗ này nè. Giữa số 2 số 3 thì trên số thực đó, thì nó sẽ có số 2,5. Vậy thì từ cái số 2,5 mình dí qua bên trái, dí qua bên trái thì mình sẽ tính f, giá trị của hàm số là F2,5 là mình sẽ lấy ba cái mức này mình cộng rồi. Đó. Ví dụ như người ta cho bảng phân phối gì, ví dụ như tôi yêu cầu là tính F1,5. Tính F1,5 là mình ra bao nhiêu ạ? Cái này người ta cho ví dụ này, người ta cho tính F2,5 thế là ra 7 phần 8, vậy thì F1,5 là nhiêu các anh chị?
đâu chúng ta nghiên cứu thử từ cái bảng này mình suy ra F một cái đâu. Anh chị nào nói giùm ạ? Có ai nói giùm được không? Nộp bài gì đấy? À, mấy đứa toán kinh tế. Thế thì chỗ cái bài này thì tôi ghi như thế này là mình có câu hỏi câu trả lời không ạ? Thì tôi nhắc lại nè, tôi nhắc lại nè. Thì bây giờ là mình có cái bảng phân phối xác suất của biến ngẫu nhiên đúng không? Mình muốn tính cái giá trị hàm phân phối của nó. Thì muốn tính giá trị hàm phân phối của nó, ví dụ như là tính là F2 2,5 nè. Thì mình thấy là giá trị của nó mình xếp từ nhỏ đến lớn rồi. 1 đến 2. 0 đến 1 rồi 1 đến 2, 2 đến 3. Vậy thì 2,5 là nó nằm giữa 2 3 đúng không? 2,5 nó nằm chỗ này nè. Nếu mình xếp trên trục số, xếp trên trục số thì đây là số 1 nè. Đây sẽ số 0 này, đây là số 1, đây là số 2, vậy thì 2,5 nằm chỉ giữa này. Bây giờ từ 2,5 mình dạch một một cái trục sẵn thẳng xuống như này. Rồi cái đầu từ bên đây mình đổ dồn qua bên trái, mình cộng là hết mấy cái mức xác suất nó lại thì nó ra được nhiêu? 3/8 nè. Rồi 3/8 nè, cộng thêm 1/8 là 7/8. Vậy thì F2,5 là 7/8. Đúng không? Vậy thì cái này F1,5 là ra nhiêu các anh chị? 1/2. Đúng rồi, đây là 1/2. Chính xác. Đấy. Thì bây giờ tôi lại hỏi tiếp là ví dụ như người ta cho cái bảng này nè, ta cho cái bảng này, à, ta cho cái bảng này nhưng mà người ta không kêu tính F,5 mà ta kêu tính F1, tính F1 vậy thì F1 bằng nhiêu? Nó không phải là F1,5 mà F1. Ví dụ như mình tính F1,1, 1,1 thì được rồi đúng không? 1,1 thì cũng ra 1/2 luôn, tại vì 1,1 nó nằm phía sau này nè. Ở đây mình đổ dồn qua trước vậy, còn cái F1 thì sao? Không có bằng 1/2. Thì ở đây là do cái định nghĩa cái hàm phân phối của mình đó. Cái hàm phân phối xác suất của mình là định nghĩa như thế này các anh chị. Là x nó nhận giá trị từ x nhỏ đảo xuống. Không, ví dụ như fx nè, fx nhỏ nè. Fx nhỏ nó chính là xác suất để x nó nhận giá trị từ x nhỏ đảo xuống. Như vậy thì ở đây khi mà mình nói là kêu tính là F1 có nghĩa là tính cái xác suất mà để x nó nhận giá trị từ cái số 1 này đảo xuống, có nghĩa là nó sẽ bao gồm luôn cái số 1 này đúng không, bao gồm luôn số 1 này, có nghĩa là nó sẽ có cái mức 3/8 luôn. Đây 3/8 cộng với 1/8 thì nó ra 1/2 luôn. Thì từ nhìn trên cái bảng này mình sẽ suy ra được là nếu mà x mà nó lớn hơn hoặc bằng 1 mà nhỏ hơn 2 thì cái fx nó bằng 1/2. Tức là fx nó sẽ bằng từ cái mức này đảo xuống. Đấy. Thì đó là về cái hàm phân phối xác suất ha. Hàm phân phối xác suất và cái bảng phân phối xác suất là mình đã nói về cái biến ngẫu nhiên rời rạc đó các anh chị. Cái biến ngẫu nhiên rời rạc. Thế còn biến ngẫu nhiên liên tục thì sao? Bây giờ biến ngẫu nhiên rời rạc đó là mình tính cái xác suất của nó bằng cái bảng. Đúng không? Mình tính cái xác suất của nó bằng cái bảng này. Bây giờ biến ngẫu nhiên liên tục thì người ta thấy là chẳng hạn như cái biến ngẫu nhiên chỉ cái tuổi thọ của bóng đèn, gọi x là biến ngẫu nhiên chỉ tuổi thọ của bóng đèn. Bây giờ mình thắp ngẫu nhiên một bóng đèn do cái phân xưởng A nào đó sản xuất, không đó, thì bây giờ là gọi x là tuổi thọ của nó, tuổi thọ nó tính bằng giờ nha. Đấy thì x đây là biến ngẫu nhiên liên tục, x là biến ngẫu nhiên liên tục. Biến ngẫu nhiên chỉ tuổi thọ bóng đèn, biến ngẫu nhiên chỉ tuổi thọ bóng đèn, hoặc là biến ngẫu nhiên chỉ chiều cao của một người, biến ngẫu nhiên chỉ chiều cao của một cái cây, hoặc là biến ngẫu nhiên chỉ cân nặng của một cái gói hàng, vân vân, thì nó là những cái biến ngẫu nhiên liên tục. Mà biến ngẫu nhiên liên tục thì ví dụ như là nó nhận giá trị trong một cái khoảng AB như thế này. Đấy, vậy thì mình tưởng tượng ở đây mình có một cái trục số này, trục số đây là A đây là B, thấy không? Đó. Bây giờ ở trên đây là nó giả sử như cái trục số này giống như một cái khúc mía vậy đó. Khúc mía bây giờ ở trên đây mình lấy cái dao mình bổ xuống một nhát thì nó chạm ở đây là cái điểm C. Và cái xác suất để khi mà mình bổ cái nhát dao xuống, bổ ngẫu nhiên ha.
nó bằng C, lúc nào cũng bằng không. Đấy, thì mình cái này thật chắc là theo cái định nghĩa xác suất thôi. Đó, thì từ A đến B nó vô số, vô hạn số, phải không? Tức là nó vô hạn kết quả, mà x bằng c nó chỉ có một kết quả thôi, phải không? Một kết quả mà chia cho vô hạn kết quả thì xác suất nó bằng không là đúng rồi. Đấy, mình định nghĩa theo kiểu giống như kiểu giới hạn, tôi nói nôm na thế thôi, phải không? Về toán học thì nó sẽ giải thích theo cách khác chặt chẽ hơn. Đó. Cho nên là đối với biến ngẫu nhiên liên tục đó, thì xác suất mà x nó nhận một cái giá trị cụ thể trong một cái khoảng đó là lúc nào cũng bằng không. Cho nên là đối với biến ngẫu nhiên liên tục thì người ta không có tính cái xác suất nó theo cái bảng như thế này, mà người ta sẽ đưa vào một cái hàm được gọi là hàm mật độ xác suất. Thì cái hàm mật độ xác suất này nó có tính chất là khi mà mình lấy cái nguyên hàm của nó lấy cái tích phân của nó thì nó trở thành một cái hàm phân phối lại. À, mà cái hàm mật độ này nó có hai cái tính chất là đặc trưng là nó không âm, mà tích phân từ trừ vô cùng đến cộng vô cùng của nó bằng một, thì đó là biến ngẫu nhiên liên tục, phải không? Biến ngẫu nhiên liên tục thì cái phân phối của nó người ta sẽ dựa vào cái hàm mật độ xác suất, phải không? Và đối với biến ngẫu nhiên liên tục đó, thì nó có một cái tính chất, có hai cái tính chất như thế này, thì cái xác suất mà để ít nó nhận một cái giá trị cụ thể lúc nào cũng bằng không. Người ta muốn tính xác suất của nó thì người ta tính là xác suất nó nằm ở trong cái khoảng nào đó thôi, thấy không? Nằm trong khoảng nào đó thôi, nằm trong khoảng nào đó thôi. Và lưu ý là trong cái khoảng AB này nè, không? Tức là x nó nhận giá trị từ A đến B, từ A đến B này thì nó có thể lớn hơn bằng A, nhỏ hơn B, hoặc là lớn hơn A, nhỏ bằng B, hoặc là lớn A, nhỏ hơn B, hoặc là lớn bằng A, nhỏ bằng B luôn. Thì bốn cái này là bốn biến cố khác nhau nhưng mà cái xác suất nó bằng nhau, và nó sẽ bằng cái tích phân từ A đến B của Fx dx, Fb trừ Fa. Đấy, thì tôi nói về cái biến ngẫu nhiên liên tục thêm cái chỗ đó, thì đây là cái hàm phân phối của biến ngẫu nhiên liên tục, rồi đây là hàm mật độ của biến ngẫu nhiên liên tục. Đấy, thì các cái ví dụ này thì mình đọc tham khảo thêm thôi. Như thi thì mình sẽ giới hạn ở chỗ biến ngẫu nhiên rời rạc. À, thi thì mình sẽ giới hạn biến ngẫu nhiên rời rạc, tôi nói trước với thằng thi luôn, giới hạn biến ngẫu nhiên rời rạc không có liên tục. Mà tại sao tôi cố gắng nói như thế này để cho chúng ta bao quát lại hết về cái vấn đề kiến thức về xác suất, mặc dù chúng ta thi không có nó nhưng mà chúng ta cũng có nghe được cái phần nào đó liên quan đến nó, để sau này khi mà mình có làm nghiên cứu này kia thì mình nói ồ tôi cái giai đoạn đó tôi có học xác suất rồi nghe, tôi biết đó là biến ngẫu nhiên nó liên tục đó. Ví dụ như người ta nói khi mà tôi khảo sát ngẫu nhiên về chiều cao của thanh niên từ 18 đến 25 tuổi ở địa phương A, bây giờ anh chị cho biết là cái xác suất để mà mình gặp ngẫu nhiên một người có chiều cao 1m65 thì trả lời ngay không có chần chừ, nó là không. Tại vì sao? Tại vì ít đây là biến ngẫu nhiên liên tục, mà biến ngẫu nhiên liên tục thì xác suất để ít nó nhận một giá trị cụ thể lúc nào cũng bằng không. Tuy nhiên thì khi mà mình muốn tính cái xác suất là ít nó nhận giá trị là từ 1m65 đến 1m75 thì mình tính được, không? Thì nó ra một con số, lúc này phải khác không? Đó. Thì đó là biến ngẫu nhiên liên tục ha. Thì mình nói biến ngẫu nhiên liên tục là sau này khi mà có cái học cái phân phối xác suất hoặc mình học cái phần thống kê đó, nó có những cái bảng tra đó, những cái bảng tra giá trị đó thì nó cũng liên quan đến các biến ngẫu nhiên liên tục mà mình phải nói, không? Đấy, cho nên là nó mặc dù không thi nhưng nó làm cái nền cho những cái phần khác, mà cái phần khác có thi nên là chắc chắn là chúng ta phải nghe, phải nắm một chút. Bây giờ tôi nói về cái số gọi là kỳ vọng phương sai và độ lệch chuẩn của biến ngẫu nhiên nha. Thì thứ nhất là nói về kỳ vọng đi, nói về kỳ vọng của biến ngẫu nhiên. Thì kỳ vọng của biến ngẫu nhiên là một con số. Ví dụ như biến ngẫu nhiên g gạt này nè, nó có nhận cái giá trị là x1, x2 đến xn. Đúng chưa? Nó nhận giá trị là x1, x2, xn như thế này. Đó, và xác suất tương ứng là b1, b2, bn. Như vậy thì cái giá trị trung bình mà biến ngẫu nhiên nó làm là bao nhiêu? Không. Đấy. Bây giờ mình gọi x, ví dụ như tôi lấy ví dụ là x là biến ngẫu nhiên chỉ cái điểm số của một học sinh A đi. Thấy không? X là biến ngẫu nhiên của học sinh A, mà cái điểm số nó mình tính bằng cách nào? Mình cho nó làm bài trắc nghiệm. Cho nó làm bài trắc nghiệm 10 câu. Nó được điểm số bao nhiêu thì mình sẽ đánh số. Vậy thì cái điểm số nó là nó sẽ đạt là từ 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 0 đến đến 10.
từ 0 đến 10, đó là một số ngẫu nhiên. Vậy thì cái điểm số trung bình, ví dụ như mình cho, giả sử như mình cho học sinh này làm đi làm lại nhiều lần thì cái điểm trung bình của nó là bao nhiêu? Đó, thì điểm trung bình nó sẽ tính bằng công thức này. Công thức này. Đấy, công thức này nó gọi là kỳ vọng của biến ngẫu nhiên. Đó là kỳ vọng của biến ngẫu nhiên thì nó sẽ lấy cái giá trị của biến ngẫu nhiên nhân với xác suất gì? Lấy giá trị của biến ngẫu nhiên nhân xác suất tương ứng rồi cộng lại thì nó ra kỳ vọng. Thì cái kỳ vọng này nó nằm ở trong ở trong cái ngành bảo hiểm á, hoặc là trong cái trò chơi mai rủi như đánh số kia đó, thấy không? Chữ số á, thì mình sẽ thấy rõ qua một cái ví dụ như thế này. Tôi cho một cái ví dụ như thế này. Gọi cho mới đi. Thì bây giờ cái ví dụ nè, bây giờ đó là bán bảo hiểm đi, lấy ví dụ về bán bảo hiểm. Bây giờ người ta thấy rằng là cứ một cái công ty đó nó bán một thẻ bảo hiểm, nó bán một thẻ là được 10.000, thẻ là 10.000, mà cái thẻ này có giá trị trong một năm 10.000 đồng, ha, 10.000 đồng, bán một thẻ bảo hiểm 10.000 đồng đó. Nếu trong trong cái một năm đó, trong một năm đó đó, trong vòng năm, nếu người mua bảo hiểm, nếu người mua bảo hiểm gặp tai nạn, thì sẽ được bồi thường, bồi thường mua 10.000 nhưng mà bồi thường 1.000.000 đồng, không là nó là 100, phải không? Nó là 100. Đấy. Vậy thì giả gì công ty bảo hiểm phải bán, giả gì công ty bảo hiểm bán gì nó lỗ sao? Nhưng không phải vậy, thì trước khi bán bảo hiểm thì công ty này mới đi khảo sát, nó khảo sát là một người trong cái vùng đó, một người mà trong một cái năm đó, trong một cái năm mà gặp tai nạn thì có cái xác suất bao nhiêu? Xác suất là 5%, 5%. Xác suất 5% tức là xác suất để một người trong một năm đó gặp tai nạn, ghi này, khảo sát, cái này kết quả khảo sát. Kết quả khảo sát là cái xác suất để một người trong một năm nó gặp tai nạn là 5%. Mình cứ ghi như thế này thì cho nó dễ. Là 5%. Đó là 5%, ha. 5%. 5% như vậy thì 5%, để coi vậy công ty bảo hiểm có lời hay không, như vậy thì công ty bảo hiểm có lời hay không, đấy. Thì bây giờ mình sẽ xây dựng một cái biến ngẫu nhiên như thế này. Biến ngẫu nhiên mình gọi ít, biến ngẫu nhiên là số tiền công ty, số tiền công ty bảo hiểm có được khi bán, một cái thẻ bảo hiểm. Thì cái miền giá trị của biến ngẫu nhiên này lúc này là nó sẽ có hai trường hợp, là công ty nó sẽ được 10.000, được 10.000 đồng, hoặc là trường hợp ngược lại là nó bị lỗ bao nhiêu, nó thu về có 10.000 nhưng mà nếu mà bồi thường nó phải bồi thường thì nó phải bồi thường tới 1.000.000. 1.000.000 trừ cho 10.000 còn nhiêu các anh chị? 1.000.000 trừ 10.000.
là nó còn là nó bị lỗ 990 ngàn đúng không? Lỗ 990 ngàn, vì là chỗ này cái giá trị đó tôi sẽ để dấu âm. Đấy. Vậy thì ở đây mình sẽ được cái bảng phân phối xác suất của ít như thế này. Bảng phân phối xác suất. Phân phối xác suất của ít là mình sẽ ghi viết như thế này, ít này là xác suất ít lớn bằng ít nhỏ, không tôi không có quen, thói quen là viết cái b ít, ít là biến ngẫu nhiên rồi tôi không quen viết như thế này, là âm 990 mình viết cái miền giá trị nó từ lớn đến, từ nhỏ đến lớn. Và cái xác suất này là bao nhiêu, cái xác suất để một người trong một năm đó bị tai nạn, tức là xác suất người đó được bồi thường đó, là bằng 0,05, tức là 5%, và cái còn lại là nó sẽ là 0,95, là cái hôm gọi là mình đã nghiên cứu về cái biến cố đói rồi đúng không, biến cố đói đấy. Vậy thì ở đây mình sẽ tính được cái kỳ vọng của ít, tức là cái tiền lời trung bình, mà cái tiền trung bình mà công ty bảo hiểm nó đạt được thì lúc này nó sẽ là âm 990 ngàn nhân 0,05 cộng cho 10 ngàn nhân cho 0,95. Đấy, bây giờ mình lấy máy tính rồi mình bấm thử nha. Mình có là âm 990.000 nè. Cái này tôi bỏ ba số 0 đi. Thì nhân cho 0,05 và cộng cho 10.000. 10.000 này nhân cho 0,95. Cái đơn vị của tôi là ngàn đồng ha. 10 10.000 nhân cho 0,95. 990. Cái này nó còn ra số âm. Ra số âm. Thì ra số âm. Nó còn ra số âm cái gì? Là âm 40.000. Âm 40.000. Âm 40.000 như thế này không được. Tiền lời trung bình mà nó âm như thế này là bán không được, phải không? Đấy. Cho nên là nó sẽ quy định lại, nó quy định là cái mức này. Cái mức bồi thường này lại, nó sẽ có tiền lời. Thì tôi ở đây tôi lấy cái ví dụ về về tính cái kỳ vọng của biến ngẫu nhiên, thấy không? Nhưng mà thực tế thì người ta thấy là cái xác suất này nó đưa ra không đúng. Cái xác suất một người trong một năm gặp bảo hiểm là chỉ có 1% thôi, giả dụ như 1% thôi. Thì lúc này cái con số lúc này nó sẽ là 0,01 nè. Ở chỗ này nó sẽ là 0,99 nè. Thì ở đây nó sẽ là 0,01. Rồi nhân cho 0,99 vô. Bây giờ mình tính lại coi nó ra được không? 990.000 nhân 0,01. Rồi chỗ này là nhân cho 99. Ra kết quả gì? Là không. Vậy thì cái chỗ này là công ty nó cũng không không có lời nè. Công ty nó không không có lời nè. Tại vì cái này là làm mà không không có lời. Như vậy thì công ty bảo hiểm nó sẽ căn cứ vào cái xác suất này nè, nó sẽ đặt ra mức độ bồi thường cái gì, nó đặt ra mức độ bồi thường để sau đó nó có cái EX này nó dương nè, EX này dương thì công ty bảo hiểm nó mới làm, nó mới có ăn được. Ngoài ra nó còn tính tới rủi ro khác nữa ha, thì đại khái như thế. Thì cái ứng dụng của cái kỳ vọng của biến ngẫu nhiên là nó vô vô chỗ này. Bây giờ tôi đảo lại cái bài. Thì bây giờ mình nhắc lại là biến ngẫu nhiên ít mà nó có bảng phân phối như thế này nè các chị, thì cái kỳ vọng của nó sẽ tính theo công thức 2.16, tức là mình sẽ lấy cái giá trị của nó nhân cho xác suất và mình cộng lại. Tuy nhiên thì đối với biến ngẫu nhiên mà cái miền giá trị nó vô hạn, miền giá trị nó vô hạn giống như cái biến ngẫu nhiên chỗ ví dụ này, thấy không? Thì ở đây đó thì lúc này đó là nó sẽ có cái công thức khác, công thức khác. Ví dụ như đây là miền giá trị vô hạn, không vô hạn, chỗ này là hữu hạn nè. Còn vô hạn đó thì lúc này nó sẽ cộng tới tới đây, nó cộng cộng tiếp nữa. Nói chung là nó cũng lấy cái giá trị của biến ngẫu nhiên mà nhân xác suất rồi cộng lại thôi. Đấy. Bây giờ mình sẽ nghiên cứu cái ví dụ 2.9 này coi. Nó kết hợp giữa chương 1 với chương 2 này cái gì, không? Thì một hộp nó có 12 sản phẩm, mà trong đó có 7 sản phẩm loại A và 5 sản phẩm loại B. Từ cái hộp đó mình sẽ lấy ra 3 sản phẩm,
Rồi ít là biến ngẫu nhiên chỉ số sản phẩm loại A trong 3 sản phẩm lấy ra, bây giờ yêu cầu là lập bảng phân phối xác suất của ít và tính kỳ vọng của ít. Thì khi mà mình lấy ra 3 sản phẩm, cái này tôi viết thành dấu lầy, lấy ra 3 sản phẩm thì cái số sản phẩm là A trong 3 sản phẩm này có khả năng là 0, 1, 2, 3. Và cái xác suất để ít nó nhận giá trị bằng K đó là nó sẽ tính theo công thức này. Bây giờ mình sẽ nghiên cứu tại sao nó tính theo công thức này. Bây giờ ít bằng K, chỗ này ít bằng K có nghĩa là trong 3 sản phẩm lấy ra có K sản phẩm loại A. Không? Thì cái này có nghĩa là trong 3 sản phẩm lấy ra trong 3 sản phẩm lấy ra là có K sản phẩm loại A. Không? Nhưng mà K sản phẩm loại A này mình lấy trong số 7 sản phẩm loại A này. Không, mình lấy trong số 7 sản phẩm loại A này. Cho nên số cái cách lấy K sản phẩm loại A trong 7 sản phẩm thì nó chính là tổ hợp chập K của 7. Đúng chưa? Nhưng mà mình lấy ra tổng cộng tới 3 sản phẩm lận, bây giờ mình giả dụ như mình lấy mới có 1 sản phẩm mà. Thì vậy thì còn 2 sản phẩm nó phải là không phải loại A. Tức là 2 sản phẩm nó là loại B. Mà hai sản phẩm loại B đó mình phải lấy trong số 5 sản phẩm loại B, cho nên mình sẽ có C 3 trừ 1 2 à, 5 3 3 trừ K, K bằng 1, nó nên mình lấy K bằng 1. Thì cái này nó là 5 C 2 5. Đấy. Và cái không gian mẫu khi mình lấy tổng cộng ra 3 sản phẩm trong số 12 sản phẩm thì số cách lấy của mình là số tổ hợp chập 3 của 12. Đúng không? Và cái con số này đó thì mình có thể bấm máy tính mình tính nha các anh chị. Bấm máy tính bằng cách là gì? Đây là mình sẽ nhập nguyên cái công thức này vô luôn. Như 7 nè. Mở ngoặc 3 trừ K rồi chia cho 12C3. Đấy, bây giờ mình sẽ con từng cái giá trị vô con ít bằng 0 thì nó ra 1/22, nhưng mình con ít bằng 1 thì ra 7/22, mình con ít bằng 2 thì nó ra là 21/44, mình con tiếp ít 3 thì nó ra 7/44. Vậy thì mình được cái bảng phân phối rồi nè. Sau khi có bảng phân phối xác suất rồi, bây giờ mình muốn tính kỳ vọng của nó. Tính kỳ vọng của nó thì mình lấy 0 nhân cho 1/22 đúng không? Rồi 1 nhân 7/22, rồi 2 nhân cho 21/44, 3 nhân cho 7/44 mình nhân lại, mình cộng lại thì nó ra 7/4. Tức là điều này có nghĩa là khi mà mình lấy trung bình đó, mình nếu mình lấy ngẫu nhiên 3 sản phẩm thì trung bình nó có 7/4 sản phẩm loại A trong đó. 7/4 là khoảng nó chưa tới 2 đúng không? Chưa tới 2, tới 2. Đấy thì vấn đề đặt ra mà ví dụ như cái bài này mà tôi sửa cái số là chẳng hạn như tôi sửa số này trong hộp này là nó có 12 tôi sửa thành 15. 7 sản phẩm loại A tôi giữ nguyên nhưng mà tôi tăng lên là 8 sản phẩm loại B. Và tôi cũng hỏi y chang như vậy thì bây giờ mình lập bảng này được không? Và mình tính được cái EX này không? Tôi hỏi đại khái như thế là coi các anh chị hiểu bài không, không? Đấy. Như thế này, này nếu mà cái chỗ này tôi sửa lại là gì đây, cái hộp này nó có 15 sản phẩm, ở trong đó có là 7A 8B, bây giờ tôi lấy ra 3, lấy ra 3 rồi ít là số là số sản phẩm loại A, loại A trong 3 sản phẩm lấy ra thì cái bảng phân phối như thế nào, không, phân phối như thế nào và cái kỳ vọng nó tính như thế nào. Đấy, thì các anh chị có thể làm được. Đấy, thì tôi hỏi như thế này cho các anh chị, nếu mà mình cảm thấy mình làm được thì là hiểu bài đó, không? Rồi, còn nếu mà chưa làm được thì nữa mình sẽ xem kỹ lại từ từ mình làm. Không? Thì bây giờ là mình nói về cái ví dụ 2.10 này là biến ngẫu nhiên
rời rạc mày miền giá trị vô hạn nó định nghĩa thôi, kỳ vọng thông qua công thức 2.17 này thì cái này mình tham khảo thêm hơi khó. Rồi đối với biến ngẫu nhiên liên tục thì kỳ vọng nó lại định nghĩa theo cái công thức này thông qua hàm mật độ, đúng không? Cái này mình cũng tham khảo luôn. Về tính chất của kỳ vọng thì mình ghi nhớ dùm đó là nếu như là biến ngẫu nhiên nó chỉ nhận một giá trị thôi với xác suất bằng một thì kỳ vọng của nó bằng đúng bằng cái số đó luôn. Còn nếu mà biến ngẫu nhiên ít nó có kỳ vọng không, và cái a ít cộng b này nó cũng là biến ngẫu nhiên thì kỳ vọng của biến ngẫu nhiên a ít cộng b này nó bằng a nhân kỳ vọng của x cộng cho b, và kỳ vọng của tổng thì bằng tổng kỳ vọng. Tuy nhiên kỳ vọng của tích nó chưa bằng tích kỳ vọng thì điều kiện hai biến ngẫu nhiên độc lập nó bằng mới bằng. Còn cái chỗ này đó là kỳ vọng của hàm của biến ngẫu nhiên thì mình tham khảo thêm. Thì ở đây là cái ý nghĩa của kỳ vọng. Kỳ vọng của x nó chính là giá trị trung bình mà x nhận được, không? Ví dụ như mình cho một học sinh mà nó làm bài kiểm tra trắc nghiệm đó là nó làm nhiều lần thì mình lấy cái trung bình các kết quả các lần nó làm được, nó chính là kỳ vọng của x. Thì cái ví dụ này nó giống với ví dụ lúc nãy nhưng mà nó gọi thêm cái nữa là gì à, bây giờ một thùng này nó có 7 sản phẩm loại A, 5 sản phẩm loại B. Bây giờ đó là mình bán một sản phẩm loại A mình được 10.000 đồng, bây giờ là bán một sản phẩm loại B thì mình được 8.000 đồng. Bây giờ hỏi khi mình bán hết ba sản phẩm đó thì mình được bình quân bao nhiêu tiền? Tại sao nó hỏi bình quân? Tại vì cái số này nó không có cố định. Ví dụ như mình lấy ra không có sản phẩm loại A nào hết, toàn bộ mình lấy ba sản phẩm loại B thì số tiền mình được là 8.000, đúng không? 8 x 3 24, 24.000. Còn bây giờ đó là nếu như mà mình lấy một sản phẩm loại A và hai sản phẩm loại B thì 1A thì mình được 10.000 đồng, 2B mình được 16.000 đồng, vậy thì mình được 26.000, đúng không? Nếu mà mình lấy ra hai sản phẩm loại loại A đó thì mình sẽ được 20.000 đồng, với một sản phẩm loại B 8.000 nữa là 28.000 đồng. Tương tự như vậy thì nếu mà mình lấy hết ba sản phẩm loại A hết thì mình được 30.000 đồng. Vậy thì cái số tiền nó thay đổi tùy theo cái giá trị của ít như thế này nè. Vậy thì cho nên mình chỉ lấy cái giá trị trung bình của nó thôi, giá trị trung bình bình quân của nó. Bình quân của nó là mình được 27,5. 27,5. Dựa vào cái công thức ở trên đó. Không? Dựa công thức mình sẽ tính y là số tiền khi bán hết ba sản phẩm. Số tiền khi bán hết ba sản phẩm. Là mình bán ít sản phẩm loại A thì mỗi cái được 10.000. Còn ba sản phẩm, 3 trừ ít sản phẩm loại B thì một cái được 8.000. Cộng lại thì nó ra 2x cộng 24, không? Và áp dụng công thức tính chất của kỳ vọng trên đây nè. Tính chất kỳ vọng này. Mình sẽ tính ra được là tiền lời trung bình. Đó, thì giống như bài nãy là ví dụ như chỗ này tôi lại sửa lại như thế này. Đó, ví dụ như cái bài này tôi sửa lại là như thế này, các chị tôi sửa lại cũng là 7A 5B. Nhưng mà bây giờ tôi lấy ra tôi sửa số này thành số 4. Đó, rồi là khi bán hết 4 sản phẩm này thì bình quân tôi được bao nhiêu tiền? Đó, tôi sửa số này thành số 4 thôi. Thì mình có trả lời được câu hỏi này. Đại khái được sửa là như thế, còn cái bài này thì như thế đáp án đáp số nó ổn rồi. Bây giờ mình sẽ nghiên cứu tiếp về cái tham số khác của biến ngẫu nhiên, đó là phương sai và độ lệch chuẩn. Thì phương sai của biến ngẫu nhiên là nó định nghĩa theo công thức này là các anh chị. Nghĩa theo bước này. Thì bây giờ mình nếu mà một biến ngẫu nhiên mà nó có kỳ vọng là EX rồi đó. Thấy không? Kỳ vọng là EX. Thì bây giờ mình lấy từng cái giá trị của biến ngẫu nhiên mình trừ cho EX này. Lấy giá trị của biến ngẫu nhiên đó mình trừ cho kỳ vọng của nó. Xong mình bình phương lên. Mình bình phương lên rồi đó là mình lấy cái trung bình của những cái bình phương này.
thì nó ra được một con số, thì con số này nó gọi là phương sai. Thì cái chữ phương sai, phương sai, phương này là bình phương, sai này là sai lệch, sai lệch. Phương sai có nghĩa là bình phương sai lệch, bình phương sai lệch của ít so với cái giá trị trung bình của nó. Bình phương như... và cái căn bậc hai của phương sai thì nó gọi là độ lệch chuẩn. Độ lệch chuẩn thì nó sẽ ký hiệu là sigma. Chữ này đọc là sigma. Tiếng Việt của mình phân phiên âm ra đó là đọc là sigma. Còn tiếng Anh của nó là như thế này. Tiếng Anh của nó là sigma. Ý là tôi nói cái chữ này nha, chữ này là đọc là sigma. Đó là độ lệch chuẩn. Vậy thì cái phương sai của biến ngẫu nhiên nó cho biết cái điều gì? Phương sai biến ngẫu nhiên là nó cho biết là cái bình quân, bình phương độ sai lệch của x so với cái giá trị trung bình của nó. Thấy không? Thì trong thực tế thì cái phương sai của x nó thể hiện cái điều gì? Ví dụ như mình có hai học trò, thì hai học trò đó là tổng kết cuối năm là thằng nào cũng là 9,8 á. Hai thằng đều 9,8 như nhau, số lẻ nó cũng như nhau luôn. Không phải là 9,8, 9,85, 9,84, 37 gì đó, thì hàng kia cũng 9,8, 37, nó như nhau vậy đó. Bây giờ mình xếp hạng nào vậy? Thường mấy ông là xếp đồng hạng luôn, đúng không? Xếp đồng hạng. Nhưng mà ở đây nó có một cái mà mình xem coi, mình sẽ có cái tiêu chí khác để đánh giá là xem coi em nào học đều hơn. Học đều hơn có nghĩa là cái điểm số nó ổn định hơn á. Điểm số ổn định hơn, tức là em nào là có cái phương sai của cái điểm số nó nhỏ thì cái đó ổn định hơn. Đấy. Mình tưởng tượng như bây giờ là khi người ta nói cho ra hai lô bóng đèn, hai lô bóng đèn, lấy ví dụ như thế này, bây giờ cho hai lô bóng đèn, A và B. A này đó là cái tuổi thọ của nó là ít, cái tuổi thọ của nó là ít, là ít. Còn cái thằng này đó là tuổi thọ nó là y, tuổi thọ nó là y. Thì qua tính toán đó, thì người ta thấy là cái e ít với là e y tức là tuổi thọ trung bình của bóng đèn A với bóng đèn B là nó tương đương nhau, tương đương nhau thế này. Bây giờ nếu mà mình mua thì mình sẽ chọn cái lô nào? Nếu mà mình mua thì mình chọn lô nào? Thì qua khảo sát thì thấy là tuổi thọ bóng đèn của hai cái lô này là như nhau. Nhưng mà bây giờ nếu mà mình mua thì mình chọn cái lô nào? Thì câu hỏi đặt ra như thế. Thì ở đây người ta muốn xét một cái tiêu chí nữa là cái DX và DY, tức là phương sai của cái tuổi thọ bóng đèn của lô thứ nhất và phương sai tuổi thọ bóng đèn của lô thứ hai. Thì cái thằng nào phương sai lớn, không? Nếu mà DX mà lớn hơn DY, điều này thể hiện là lô A nó không đều bằng lô B. Không đều bằng lô B. Không? Lúc này thì mình sẽ chọn cái lô B. Trong trường hợp tuổi thọ trung bình nó bằng nhau, không? Mình mới xét cái tiêu chí này. Còn bình thường là người ta sẽ thường đó là người ta xét là cái kỳ vọng, tức là cái tuổi thọ trung bình. Đó. Thì nếu mà cái DX lớn DY có nghĩa là phương sai của X lớn phương sai Y. Thì có nghĩa là bóng đèn lô A nó thì chất lượng nó không đồng đều. Tại nó không đồng đều mới dẫn đến là gì? Cái sai khác của tuổi thọ bóng đèn của nó so với cái tuổi thọ trung bình nó lớn. Và sai khác lớn thì có nghĩa là bình quân sai khác nó sẽ lớn. Bình quân sai khác nó chính là phương sai đó. Phương sai nó lớn thì có nghĩa là bóng đèn nó càng không đồng đều. Đấy. Thì qua biến ngẫu nhiên thì mình thấy là nó có các cái tham số để biểu thị cho cái chất lượng.
Đấy, thì khi mà trong cái đo lường đó thì tôi thấy là có người ta đo cái cân á. Cái cân dùng ra để mà cân, nhưng mà người ta lại đo cái cân coi nó có chính xác hay không, không, nó có ổn định hay không, thì người ta sẽ lấy một cái quả cân biết chuẩn nó là khối lượng của quả cân đó 1 ký, người ta đem người ta cân nhiều lần đó, người ta đọc cái số đo trên cái cân nó chỉ, không, đọc cái số đo trên cân chỉ và người ta tính cái trung bình lại coi nó có đúng 1 ký không đó. Và đồng thời là người ta lại tính phương sai của cái lần nó chỉ, không, nếu mà cái phương sai nó lớn hơn 1 thì cái cân này là phải đi phải phải đi sửa lại, còn nếu mà phương sai nó bé hơn bằng 1 thì chấp nhận. Người ta kiểm định đi đấy. Nó kiểm định là 2 cái tiêu chí đó là kỳ vọng và phương sai. Không. Thì tôi đảo lại cái bài này. Thì đây là định nghĩa phương sai ha, phương sai thì đây là cái công thức định nghĩa phương sai nè. Cái công thức định nghĩa phương sai này thì thực tế là tính toán nó hơi khó khăn. Cho nên người ta thường sử dụng cái tính chất của kỳ vọng á. Sử dụng cái tính chất của kỳ vọng. Ở đây có tính chất của phương sai luôn, các anh chị tham khảo thêm dùng. Thì nếu mà sử dụng tính chất kỳ vọng thì người ta sẽ có cái công thức tính tính phương sai như thế này. Đâu rồi? Đây, công thức 2.27 là công thức tính phương sai, nó sẽ như thế này. Thì tôi nói thêm là cái phương sai của biến ngẫu nhiên đó là nó có ký hiệu là chữ dx ha. Chữ dx nè, hoặc là nó ký hiệu là va x nè, hoặc là sigma bình phương x nè, hoặc là sigma bình. Không? Thì nói tôi đang nói về cái kỳ vọng phương sai của biến ngẫu nhiên thì ở chỗ cái chương 2 này đó, thì các anh chị xem lại dùm cho tôi là cái chỗ hai hai cái chỗ này kỳ vọng phương sai do và cái bảng phân phối xác suất của biến ngẫu nhiên ha, kỳ vọng phương sai và bảng phân phối xác suất của biến ngẫu nhiên thì chương chương 2 này mình xem kỹ là bảng phân phối xác suất rồi là kỳ vọng phương sai, phương sai của biến ngẫu nhiên. Nghỉ giải lao xong rồi vô học quên xem màn hình. Bây giờ tôi nói về ví dụ về mình tính kỳ vọng phương sai của biến ngẫu nhiên mà nó có bảng phân phối như thế này ha. Ví dụ như tính kỳ vọng nè, kỳ vọng cái đó là mình sẽ lấy cái giá trị của biến ngẫu nhiên rồi nhân cho xác suất tương ứng của nó rồi cộng lại không. Thì ở đây ví dụ như biến ngẫu nhiên này mình lấy không, giá trị nó là không không mà nhân cho gì, nhân cho 0,1. Thực tế cái này nó bằng không mà mình khỏi ghi cũng được, không khỏi ghi cái này cũng được, thì tiếp tục là một và nhân cho 0,3 cộng cho 2, 2 là nhân cho 0,4 rồi cộng cho 3, 3 nhân cho 0,2 2 tính rồi. Hiện nay ra 10, 17 phần 10, 17 phần 10 tức là 1,7 giờ. Rồi bây giờ mình muốn tính cái phương sai. Phương sai thì mình sử dụng công thức là kỳ vọng của bình phương trừ cho bình phương kỳ vọng, không, phương sai là kỳ vọng của bình phương trừ cho bình phương kỳ vọng. Đây. Cái phương sai là chỗ này. Nó chạy lắm về. Cái chỗ này. Tóm lại nó là công thức này nè, cái thứ này. Thấy không? Thì bây giờ là mình muốn tính kỳ vọng của bình phương. Kỳ vọng của bình phương tức là mình sẽ lấy từng cái giá trị nếu mình bình phương lên, không bình phương nhân cho 0,1 rồi cộng cho 1 bình phương, 1 bình phương bằng 1 và mình khỏi bấm cũng được, bấm khỏi dấu bình phương cũng được. Đây, đây tôi minh họa cho công thức 0,3 rồi cộng cho 2 bình phương, 2 bình phương
nhân cho 0,4 không? 0,4. Cộng cho 3 bình phương. Nhân cho 0,2. Thì cái này nó chính là EX bình phương. Bây giờ cho bình trừ cho bình phương kỳ vọng, tức là trừ cho 1,7 bình phương, 1,7 bình phương. 7 bình phương không? Mình bấm ra. Thì phương sai nó là 81%. 0,81 không? Phương sai. Bây giờ ví dụ như nó yêu cầu mình tính cái độ lệch chuẩn, ví dụ như đề bài nó yêu cầu tìm độ lệch chuẩn nữa. Phương sai là độ lệch chuẩn. Độ lệch chuẩn thì mình ký hiệu là sigma x, căn bậc 2 của dx ha. Đấy, thì mình sẽ bấm máy tính ra tiếp. Căn bậc 2 của 0,81 bằng 0,9 không, 0,9. 0,9. Đề bài nếu mà nó yêu cầu tính độ lệch chuẩn mình hả tính. Còn ở câu B là nó yêu cầu tính kỳ vọng và độ lệch chuẩn của biến này. Biến ngẫu nhiên Z. Này. Nhưng mà mình áp dụng cái tính chất của phương sai của kỳ vọng á, thì cái tính chất của kỳ vọng nằm trên đây. Tức là kỳ vọng của AX cộng B bằng A nhân kỳ vọng của X cộng cho B. Không? Kỳ vọng của AX cộng B bằng A nhân kỳ vọng của X cộng B, công thức 2.19 ha. Đấy, thì mình xuống đây. Thì áp dụng công thức thì mình sẽ tính cái kỳ vọng của biến ngẫu nhiên Z này. Tức là kỳ vọng của 3x cộng 5 thì bằng 3 nhân kỳ vọng của x cộng cho 5. Không? Thì mình sẽ có là 3 này. Nhân kỳ vọng của x là 1,7. Rồi cộng thêm 5 nữa. Thì nó ra kết quả này. 10,1. Còn cái phương sai của z, thì phương sai của z mình áp dụng công thức này. Phương sai của ax cộng b thì bằng a bình phương nhân phương sai của x, mà độ lệch chuẩn của ax cộng b thì bằng giá trị tuyệt đối của a nhân độ lệch chuẩn của x. Đấy. Đấy. Áp dụng tính chất của phương sai rồi. Tính chất của phương sai thì mình có là phương sai của 3x cộng 5 thì áp dụng tính chất thì nó bằng 3 bình phương nhân phương sai của x. Thì 3 bình phương đây là 9, là phương sai của x là 0,81 không? Mình nhân là 9 nè, nhân cho 0,81 thì lúc này nó sẽ bằng 729. Rồi lấy độ là chuẩn, rồi lấy căn bậc 2 của nó ra. Căn bậc 2 nó ra thì nó ra được 2,7. Nó bằng 2,7 không? Rồi bây giờ đối với biến ngẫu nhiên Z thì mình không áp dụng cái công thức này, mà mình muốn tính cái kỳ vọng của xin lỗi, biến ngẫu nhiên T đó, là mình sẽ tính cái kỳ vọng của 3 căn X. Kỳ vọng của 3 căn X thì số 3 mình đem ngoài thì nó còn lại là kỳ vọng của căn X thôi. Mà kỳ vọng của căn X thì muốn tính kỳ vọng của căn X thì mình sẽ lấy căn bậc 2 các cái giá trị của X rồi mình nhân cho xác suất của nó. Thấy không? Ví dụ như này. Chữ này là tôi đặt số 3 ở ngoài này. Thì ở trong nó sẽ là căn bậc 0, bậc 2 của 0 bằng 0 mà nhân cho 1, 1, 0,1 bằng 0. Còn căn bậc 2 của 1 là 1 mà nhân cho 0,3 là 0,3 rồi. Thì cộng cho là căn bậc 2 của 2. Là cái số này mình phải bấm vô mới được. Nhân cho 0,4. Rồi cộng cho căn bậc 2 của 3. Nhân cho 0,2. Đúng rồi. 3,6363. 3,6363. Còn phương sai của T thì nó bằng kỳ vọng của T bình phương. Mà T bình phương thì nó bằng 9x đúng không? 9x.
rồi nhân cho trừ cho kỳ vọng của t bình phương thì mình gắn vô tính ra được số này. Đó, thì đó là một ví dụ về tính kỳ vọng phương sai ha. Thì đó là cái chương 2 thì mình sẽ nhớ là cái biến ngẫu nhiên rồi bảng phân phối xác suất của biến ngẫu nhiên, kỳ vọng phương sai của biến ngẫu nhiên, để nhớ mấy cái ý đó. Thì đây là một số bài tập. Giờ mình xem cái bài tập thứ nhất coi. Một người điều khiển ba máy hoạt động độc lập với nhau thì xác suất bị hỏng trong một ca sản xuất của máy 1, 2, 3 lần lượt là 0,1, 0,2, 0,3. Thì câu A là lập bảng phân phối xác suất cho số máy hoạt động tốt trong một ca sản xuất. Câu B là gì? Sau sản xuất người điều khiển báo cáo rằng số ca chỉ có một máy hoạt động tốt, tính xác suất máy hoạt động tốt này là máy 1. Bây giờ tôi lấy cái bài tập 2.1 rồi. Mình giải bài tập 2.1 á. Thì để giải bài này đó thì đầu tiên mình gọi tên các cái biến ngẫu nhiên này. Xin lỗi, gọi tên biến cố, gọi tên biến cố và biến ngẫu nhiên luôn, thấy không? Thì ở đây mình sẽ gọi AI, gọi AI là máy thứ y hoạt động tốt trong một ca sản xuất. Mình sẽ gọi AI là biến cố là máy thứ y hoạt động tốt. Trong một ca sản xuất. Thì y của mình nó bằng 1, 2, 3 thôi. Y bằng 1, 2, 3. Là mình gọi x là biến ngẫu nhiên chỉ cái số máy. À. Rồi thì mình gọi biến ít là biến ngẫu nhiên chỉ số máy hoạt động tốt cho một ca sản xuất. Thì mình thấy là trong một ca sản xuất có thể là không có máy nào hoạt động tốt, đúng không? Có thể có một máy hoạt động tốt và hai máy hoạt động tốt, có thể ba máy hoạt động tốt, thì này có tối đa ba máy. Thì ở đây thì cái miền giá trị của ít á, mình chỉ ký hiệu là y mà ít, đúng không? Thì nó sẽ có ba cái giá trị, đó là gì? Là 0, 1, 2, 3. Này mình đặt là miền giá trị của biến ngẫu nhiên x ha. Đấy, miền giá trị của nó là. Mẹ. Thì bây giờ mình mới đi. Câu A là lập bảng phân phối xác suất của số máy hoạt động tốt cho một ca sản xuất.
thì số máy hoạt động tốt trong một ca sản xuất thì bây giờ mình sẽ đi tính cái xác suất x bằng 0. Mình đi tính cái xác suất x bằng 0. X bằng 0. X bằng 0 có nghĩa là không có máy nào hoạt động tốt đúng không? Không máy hoạt động tốt. Tức là cái máy thứ nhất hỏng. Mình coi coi. Thì ở đây mình gọi máy thứ y AI là máy thứ y hoạt động tốt nè. Máy thứ y. Chữ y này viết thường. Thì ở đây mình tính thử cái xác suất A1 thôi. A1. A1 là máy thứ nhất hoạt động tốt phải không? Máy thứ nhất hoạt động tốt. Mình coi coi bằng nhiêu. Thì xác suất máy bị hỏng trong một ca sản xuất là máy 1 bị hỏng trong ca sản xuất là 0,1. Như vậy thì xác suất nó hoạt động tốt trong ca sản xuất là 0,9. Để cho nó 0,1 nè, nhưng mà bây giờ mình lật lại mình tính là 0,9. Tương tự như vậy thì cái xác suất máy 2 hoạt động tốt trong một ca sản xuất là bằng 0,8 đúng không? BA2 bằng 0,8. Rồi tương tự như vậy. Xác suất của biến cố A3 bằng 0,7. Đấy. Thì bây giờ ở đây mình sẽ tính cái xác suất của biến cố này là biến cố x bằng 0. X bằng 0 có nghĩa là không có máy nào hoạt động tốt. Không có máy nào hoạt động tốt có nghĩa là cái này là máy 1 không hoạt động tốt, rồi máy 2 cũng không hoạt động tốt và máy 3 cũng không hoạt động tốt. Đúng không? Thì cái này mình áp dụng công thức nhân xác suất trong trường hợp mấy các biến cố độc lập thì nó sẽ ra là máy 1 không tốt, xác suất máy 2 không tốt, xác suất máy 3 cũng không tốt. Thì mình thấy số vô thì mình thấy máy 1 hoạt động tốt là 0,9, không tốt nó sẽ là 0,1. Rồi chỗ này là 0,2, 0,3 thì ra là 0,06. 0,006 không? Rồi tương tự vậy mình sẽ tính cái xác suất x bằng 1. X bằng 1 thì nó rằng là có một máy hoạt động tốt không? Thì có thể máy 1 hoạt động tốt, hai máy còn lại hỏng. Như thế này. Hoặc là có thể là máy 2 hoạt động tốt. Máy 1, máy 3 hỏng. Máy 1, máy 2 hỏng. Máy 3 hoạt động tốt. Như thế này. Rồi mình thấy số vô tại vì từng đây nó xung khắc rồi, xung khắc từng đôi rồi. Và từng cái nhóm này nó độc lập nữa. Thì xác suất của biến cố A1 là 0,9 nè. Rồi A2 là bao nhiêu? A2 ngang. A2 là 0,8 vậy A2 ngang là 0,2. Rồi A3. A3 là 0,7 gì thì A ngang là 0,3. Rồi tiếp tục ở này A1 ngang là 0,1 nhân cho 0,8 nhân 0,3 rồi cộng cho 0,1 nhân 0,2 rồi nhân cho 0,7 A3 là 0,7 và thế số vô mình tính nè, bấm máy. Một nhân 0,2 0,092 cái này là 0,092 0,092 thì xác suất này bằng 0,092
Bây giờ mình sẽ tính cái xác suất x bằng 2 nha, x bằng 2 cho tương tự thì xác suất x bằng 2 này. Thì mình thấy cái dấu gạch đầu là nó đi di chuyển từ từ phía sau lên phía trước này đúng không? Đấy. Tới từ A3 lên A1 và xong. Mình thấy số vô. Nhân cho 0,3 cộng cho chỗ này là 0,9 nhân cho 0,2 nhân cho 0,7 rồi cộng cho chỗ này là 0,1 nhân cho 0,8 nhân 0,7 thì bây giờ đó là mình thế số vô mình tính ha. Rồi, chỗ này là 0,9 nhân 0,2 nhân 0,7. Số hạng cuối là 0,1. Rồi, nhân cho là 0,8. Nhân cho 0,7. Lấy ra được kết quả này. 0,398, 0,398. Bằng suất x bằng 2 xong rồi bây giờ mình tính xác suất x bằng 3 luôn. Thì chỗ này xác suất x bằng 3. Bằng 3 có nghĩa là cả ba máy hoạt động tốt hết. Thì lúc này nó sẽ bằng là 0,9 nhân cho 0,8 nhân cho 0,7. Thì nó chỉ có một trường hợp này thôi. Không phải 504 không 504 như vậy thì ở đây mình sẽ lập được cái bảng phân phối xác suất cho số máy hoạt động tốt cho một ca sản xuất này thì được là bảng phân phối xác suất. Cho cái số máy hoạt động tốt trong một ca sản xuất thì mình sẽ viết cái bảng như thế này, x nè, xác suất x lớn bằng x nhỏ nha. Không, một, chỗ này là 0,006, chỗ này là 0,092, 0,398, chỗ này là 0,504. Đấy. Thì mình được cái bảng phân phối xác suất như thế này. Được chưa? Thì sau khi được cái bảng phân phối xác suất coi như mình giải được xong câu A đúng không? Đấy, bây giờ mình tiếp tục mình giải cái câu B nè. Sau sản xuất người điều khiển báo cáo rằng suốt ca chỉ có một máy hoạt động tốt, chỉ có một máy hoạt động tốt, tức là xác suất x bằng 1 xảy ra. Rồi tính xác suất máy hoạt động tốt đó là máy 1. Không? Thì câu B của mình đó là câu B này. Câu B thì xác suất cần tính nó sẽ là gì? Là xác suất máy hoạt động tốt là máy 1 với điều kiện x bằng 1. Không? X bằng 1. Mà mình thấy là x bằng 1 là nó có ba sự kiện này. Ba sự kiện này trong đó có sự kiện chỉ có máy 1 hoạt động tốt là cái sự kiện đầu tiên đúng không? Sự kiện đầu tiên. Cho nên ở đây là mình sẽ được là áp dụng công thức xác suất điều kiện thì ở đây nó sẽ bằng xác suất của biến cố A1. A2 ngang A3 ngang.
và chia cho xác suất x bằng 1. Thì cái này A1 là 0,9 không? A2 ngang là 0,2 và A3 ngang là 0,3. Và tất cả cái này chia cho là xác suất của cái 0,092 này. Thì mình lấy máy tính mình bấm này. Mình sẽ có 0,9 nhân cho 0,2 nhân cho 0,3, tất cả cái này chia cho 0,9092 thì nó ra 27/46 là 0,5587 0,587. Thì câu B là xác suất điều kiện, tức là xác suất tính xác suất máy hoạt động tốt là máy 1, biết rằng trong trong cái ca đó chỉ có máy 1, chỉ có một máy hoạt động tốt. Thì bây giờ ở đây là cái lời giải của cái bài toán xác suất chương 2 không? Thì các anh chị tham khảo thêm. Thì cái bài này nó chưa có nói gì tới kỳ vọng phương sai đúng không? Giờ mình sẽ nghe xem tiếp là bài. Dường như cái bài 2.2 nè. Một nhóm có 10 người gồm 6 nam, 4 nữ, chọn ngẫu nhiên 3 người. Gọi x là số nữ trong nhóm. Số nữ trong cái 3 người được chọn á, chứ không phải trong nhóm. Nghe không? Cái đề này nó chưa có rõ. Để tôi giải cái câu số 2 này. X là số nữ trong 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 3 người được chọn. Tập bảng phân phối xác suất của X và tính gì? EX DX mod X ha. Cái này phải hai này. Cái này là bài tập 2.2 này. Thì cái bài này nó giống như cái bài trên đây này các chị, giống như cái bài mà chọn sản phẩm á. Giống như cái bài chọn sản phẩm trong bài này. Thấy không? Đấy, giống như cái bài chọn sản phẩm này. Thì thôi tôi không cần giải bài này nữa, tại vì này nó có cái ví dụ 2.12 rồi, mình có thể tham khảo thêm ví dụ 2.12. Thế bây giờ tôi sẽ nói về cái phần tiếp theo, đó là cái chương 3 của phần này. Số cái bài tập còn lại thì mình tham khảo thêm. Thì tôi sẽ cố gắng trong 6 buổi thì tôi sẽ cố gắng dạy trong 5 buổi, còn 1 buổi thì mình sẽ giải đề. Thì cái chương 3 của mình đó, đó là một số phân phối xác suất thường dùng. Một số phân phối xác suất thường dùng. Thì thứ nhất là mình nói về cái biến ngẫu nhiên mà nó có phân phối nhị thức.
biến ngẫu nhiên X được gọi là có phân phối nhị thức với tham số NB. N là số tự nhiên, còn B là một cái số lớn không nhỏ 1. Nếu như miền giá trị của biến ngẫu nhiên này là từ 0 đến N, và phân phối xác suất của nó sẽ theo công thức này. Vì ký hiệu là BNB. Cái ký hiệu này mình đọc là gì? Đọc là X có phân phối. Cái này mình đọc là X có phân phối nhị thức với tham số NB. Thì khi mà N bằng 1 đó thì mình gọi đây là phân phối Bernoulli, và mình ký hiệu là BBB. Phân phối BB. Ký hiệu là phân phối BB. Như này. Và nó có một cái định lý là nếu mà cả X và Y đều là có hai biến có ngẫu nhiên có phân phối nhị thức hết thì tổng của X Y nó cũng có phân phối nhị thức. Thì hệ quả là như thế này. Nếu các cái biến ngẫu nhiên độc lập và có phân phối Bernoulli hết thì tổng tất cả các biến ngẫu nhiên này thì nó sẽ có N biến ngẫu nhiên này nó sẽ có phân phối nhị thức. Thì kỳ vọng phương sai của biến ngẫu nhiên có phân phối nhị thức, thì đối với biến ngẫu nhiên mà cái phân phối nhị thức tham số NB đó thì kỳ vọng nó là bằng N nhân B, và phương sai của nó bằng N nhân B nhân 1 trừ B. Ở đây 1 trừ B mình ký hiệu bằng chữ Q đó. Và cái mod của x chính là cái giá trị mà tại đó xác suất nó lớn nhất á, thì nó sẽ bằng phần nguyên của n cộng 1 nhân b. Rồi nó với n khá lớn thì mình sẽ có công thức tính gần đúng phân phối nhị thức bằng phân phối chuẩn ở chỗ công thức 3.4 này. Và cái trường hợp 2 nữa cũng n khá lớn nhưng mà nb nhỏ 5 á, hoặc là n nhân 1 trừ b nhỏ 5 thì mình sẽ có công thức tính gần đúng phân phối nhị thức bằng phân phối sau. Tuy nhiên thì những cái bài tập mình thì thường mình không ứng dụng công thức tính gần đúng này đâu. Thì tôi sẽ không cho cái công thức tính gần đúng này. Thì tôi giải thích cái chỗ công thức này đi. Thì ví dụ như là một cái kho hàng của mình á, nó có cái tỷ lệ phế phẩm là B. Chưa biết. B đi, B. Có thể biết, có thể chưa biết, cái nào cũng được. Nhưng mà ở đây là giả sử kho hàng mình nó có rất nhiều sản phẩm và tỷ lệ phế phẩm là B. Vậy thì nếu mà mình lấy ngẫu nhiên ra một sản phẩm, thì nó có hai khả năng là sản phẩm lấy ra là phế phẩm hoặc là sản phẩm lấy ra không phải phế phẩm. Thì xác suất mà để sản phẩm lấy ra là phế phẩm là B không đổi trong mỗi phép thử. Và bây giờ mình không phải lấy ra một sản phẩm gì mà mình lấy ra n sản phẩm và mình gọi x là biến ngẫu nhiên chỉ cái số sản phẩm phế phẩm ở trong cái n sản phẩm lấy ra thì x nó sẽ có phân phối nhị thức với tham số nb như thế này. Đấy, thì ở đây là nó đụng đến cái trường hợp nó gọi là phép thử Bernoulli. Thì cái một phép thử nó có hai cái biến cố sơ cấp một là thành công là nó ký hiệu là A, ký hiệu là biến cố A. Thì lúc nãy tôi nói về cái phép thử Bernoulli đó. Một phép thử mà nó có hai cái biến cố sơ cấp, một là thành công, hai là thất bại. Thất bại này thì mình sẽ ký hiệu là A gạch đầu. Mình ký hiệu là A với A gạch đầu như thế này. Thì cái xác suất thành công là lúc nào nó cũng bằng cái mức B này, nó không đổi. Thì cái này nó gọi là phép thử Bernoulli. Chữ Bernoulli ghi như thế này. Bây giờ mình tiến hành cái phép thử Bernoulli này. Phép thử Bernoulli. N là
thì ta được quá trình với Molly, quá trình với Molly. Và quá trình đến ly này mình ký hiệu B, nào B nó giống như cái phân của nhị thức vậy đó. Không? Thì trong cái quá trình bánh ly này đó mình ký hiệu giống phân khối nhị thức vậy đó, và mình sẽ gọi x, x là biến ngẫu nhiên chỉ cái số lần thành công, số lần thành công trong cái quá trình bánh ly, quá trình BNB. Thì khi đó x nó sẽ có phân phối nhị thức, phân phối xác suất theo kiểu nhị thức đó, phân phối nhị thức tham số NB. Và lúc này mình sẽ viết như thế này, viết là x bằng là x dấu ngã rồi BNB. Thì chữ BNB này vừa chỉ quá trình Bernoulli mà vừa chỉ cái phân phối nhị thức luôn anh chị. Đấy. Thì bây giờ ở đây mình sẽ nghiên cứu cái ví dụ về phân phối nhị thức. Thì ở đây nó có ví dụ như thế này. Bây giờ một một phân xưởng nó có 10 10 máy hoạt động độc lập với nhau. Thì xác suất để mỗi máy bị hỏng trong một ngày làm việc là 0,1. Thì xác suất để trong một ngày có 2 máy hỏng, trong một ngày có không quá 3 máy hỏng. Thì ở đây mình sẽ gọi x là biến cố biến biến ngẫu nhiên chỉ cái số máy mà bị hỏng trong một ngày làm việc ấy. Không? Mình gọi là cái số máy, cái chữ máy bị hỏng trong một ngày làm việc. Thì x này nó sẽ có phân phối cái này gọi là phân phối nhị thức với tham số NB. Ở đây là N bằng 10, B bằng 0,1. Thì xác suất để trong một ngày mà có 2 máy bị hỏng đó, xác suất trong một ngày có 2 máy bị hỏng là mình sẽ tính theo cái này, tức là mình sẽ có là này này, tôi lấy máy tính rồi bấm này. Thì xác suất x bằng 2 thôi, thì trong công thức của mình đó là công thức ở trên đây nè các anh chị. Xác suất x bằng k thì bằng ckn nhân cho b mũ k nhân 1 trừ b mũ n trừ k, đúng không? Thì ở chỗ cái bài này thì ở đây là n bằng 10, k bằng 2. Mũ 2 rồi nhân cho 0,9 mũ 10 trừ 2 còn 8, không đấy, thùng bấm ra thì này 0,1937. Rồi bây giờ nó hỏi là cho trong một ngày đó là có không quá 3 máy bị hỏng, tức là cái số máy bị hỏng là từ 3 trở đảo xuống, đúng không? Số máy bị hỏng từ 3 trở đảo xuống, tức là không máy hỏng, 1 máy hỏng, 2 máy hỏng, 3 máy hỏng. Mình sẽ tính từng cái mình cộng lên thì nó lâu quá. Bây giờ mình có máy tính, mình sẽ bấm cái tổng này luôn. Tổng này thì trong máy tính mình sẽ bấm là shift nè, shift đi vô vô tổng là màu vàng vàng chỗ này. Đó, thì mình sẽ nhập công thức vô 10 cx ha, tại vì ít nó chạy ra, ít nó chạy rồi nhân cho 0,1 mũ mũ ít 0,1 mũ ít, tiếp tục là nhân cho 0,9 mũ 10 trừ x. Cái này là từ x này từ 0 đến 3. Từ 0 đến 3. Thì ra được là 0,9872. Bây giờ cũng cái ví dụ này, nhưng mà bây giờ mình sửa lại. Trong một phân xưởng nó có 10 10 10 12 máy hoạt động độc lập. Bây giờ sửa cái số này thành số 12 thì mình giải được không?
đại khái thế. Không, về 3.1 thì phân phối nhị thức. Bây giờ ví dụ 3.2. Ví dụ 3.2 là mình áp dụng cái công thức còn lại, chẳng hạn như một máy sản xuất ra một sản phẩm thì tỷ lệ phế phẩm nó là 5%, tức là 0,05. Bây giờ là cho máy đó sản xuất ra 200 sản phẩm thì tìm số phế phẩm trung bình và phương sai của số phế phẩm và tính số phế phẩm nhiều khả năng nhất trong các cái sản phẩm được sản xuất ra. Thì bây giờ mình gọi x là biến ngẫu nhiên chỉ số phế phẩm trong các cái sản phẩm mà sản xuất ra đó. Này sản xuất ra chứ không phải lấy ra. Này, sản xuất ra. Thì mình sẽ có x là nó có phân phối nhị thức với tham số NB. N ở đây là 200 và B là 0,05. Thì số phế phẩm trung bình của nó là công thức của nó là N nhân B đúng không? NB bằng 10 sản phẩm. Và phương sai là N nhân B nhân Q. Q là 1 trừ B. Thì ra 9,5. Thì cái đơn vị của phương sai là nó sẽ bằng bình phương đơn vị của x, cho nên chỗ này mình để sản phẩm mũ 2. Rồi số phế phẩm nhiều khả năng nhất là mình áp dụng công thức mod x. Mod x thì ở đây đó là công thức mod x là công thức này là cái gì? Mod x này. Tức là số lần thành công nhiều khả năng nhất đó. Thấy chính lần thành công nhiều khả năng nhất. Thì mod x nó sẽ bằng là n cộng 1 nhân b lấy phần nguyên. Thì n cộng 1 của mình ở đây nó là bằng 2 201. 201 mà nhân 0,05 thì nó ra 10,05. Và cái này mình lấy phần nguyên thì ra 10. Đó. Đó. Thì ví dụ 3.2. Rồi chúng ta xem ví dụ tiếp, ví dụ 3.3. Ví dụ 3.3 rồi. Anh chị đọc giùm tôi cái ví dụ 3.3 này. Một bạn đọc. Bạn Cẩm Thu đọc giùm thầy cái ví dụ 3.3 này. Giả sử ngày sinh của người dân trong một thành phố lớn có thể rơi ngẫu nhiên vào một ngày bất kỳ trong năm. 365 ngày chọn ngẫu nhiên 1.095 người trong thành phố đó tính xác suất để A có hai người cùng ngày sinh với một ngày đã cho, B có không quá 7 người có cùng ngày sinh với một ngày đã cho. Rồi, cái này là nó áp dụng cái công thức tính gần đúng phân phối nhị thức bằng phân phối có xong rồi các anh chị ha. Cái này mình tham khảo thêm, tham khảo thêm. Rồi, cái ví dụ 3.4 là nó cũng là tính gần đúng phân phối nhị thức bằng phân phối chuẩn, thì cái này mình cũng tham khảo thêm. Hai ví dụ này tham khảo thêm thôi ha. Thì phân phối nhị thức là chủ yếu các anh chị xem cho tôi là hai cái ví dụ một với hai thôi, phân phối nhị thức. Bây giờ mình nói về cái phân phối siêu bội. Phân phối siêu bội thì nó còn gọi là phân phối siêu hình học đó các anh chị. Phân phối về siêu bội nó gọi là phân phối siêu hình học. Thì cái chỗ phân phối siêu bội thì bây giờ mình có làm nhiều cái ví dụ liên quan rồi, chẳng hạn như là trong một cái kho hàng, mà trong một cái lô hàng mà nó có 12 sản phẩm đó, có 7 sản phẩm loại A, 5 sản phẩm loại B đó, lúc nãy mình có làm rồi. Bây giờ mình lấy ngẫu nhiên ra 3 sản phẩm thì gọi x là số sản phẩm loại A trong 3 sản phẩm lấy ra, thì lúc đó x nó sẽ có phân phối siêu bội giống kiểu này. Thì một biến ngẫu nhiên x nó gọi là có phân phối siêu bội thì tham số n, t, n nhỏ. À, trong đó n, t, n nhỏ đều là các số nguyên dương. Thì cái xác suất của nó tính theo công thức này. Tính công thức này tức là xác suất x bằng k nó sẽ bằng số tổ hợp chập k của t nhân cho số tổ hợp chập n trừ k của n lớn trừ t, và tất cả chia cho số tổ hợp chập mà n nhỏ của n lớn.
Ở K ở đây thì thuộc miền giá trị của ít, mà miền giá trị của ít nó là một cái số tự nhiên, cái số nguyên á, nó đi từ mắc của không n trừ n lớn cộng t đến min của t và n nhỏ. Thấy không? Thì bây giờ mình xét cái biến ngẫu nhiên như thế này. Đó, mình vận dụng vô thì mình sẽ lập được cái bảng phân phối xác suất. Bây giờ mình lập bảng phân phối xác suất này thế nào? Bây giờ chỗ này nó cho n bằng 18. Thấy không? Mình tưởng tượng đây là n 18, tức là trong cái lô hàng của mình nó có 18 sản phẩm, mà trong đó có 6 sản phẩm là A, đúng không? 6 sản phẩm là A, vậy thì 12 sản phẩm là B, đúng không? Bây giờ mình n bằng 5, n nhỏ bằng 5. N nhỏ bằng 5 có nghĩa là mình lấy ra 5 sản phẩm và gọi x là số sản phẩm loại A trong 5 sản phẩm đó ra. Thì cái bảng phân phối xác suất của x như thế này. Đúng Và cái cách tính cái bảng này thì lúc nãy là tôi có tính mẫu hết lần, bây giờ tôi làm lại thêm lần nữa. Thì bây giờ đó là mình, đây là n bằng 18 không? Lớn 18 và t bằng 6 thì mình bắt số 6 trước. Cái công thức này. 6. 6cx rồi mới nhân cho n lớn trừ t, tại ở đây là n lớn nó bằng 18. Thấy không? Còn t nó bằng 6, vậy thì n lớn trừ t nó là 12. Mình phải để trong dấu ngoặc. 12 khỏi để trong ngoặc cũng được. C. C này đó là 5 trừ trừ x. Cái này là n trừ k nè, n trừ k mà n bằng 5. K là x, vậy thì chỗ này là 5 trừ x. Rồi, tất cả mình mới chia cho gì? Chia cho 18. C 5. Rồi, sau đó mình sẽ cho cái ít nó chạy từ 0 đến 5. Con ít bằng 0. Thì nó ra bằng cái số này. Mình bấm SD 0,020924. Rồi tiếp tục mình call ít 1. Ba bốn sáu sáu, mình coin x bằng 2. Ba tám năm hai, coin x bằng 3. Một năm bốn một, trụ coin x bằng 4. 0,02110. Mình coin x bằng 5. Những số này rất nhỏ, 0,007. Thì đối với biến ngẫu nhiên của phân phối siêu bội thì nó có cái kỳ vọng là NB luôn. NB phương sai thì N nhân B rồi nhân cho Q rồi nhân thêm cái thừa số này nữa, đây là thừa số điều chỉnh hữu hạn. Thì ở đây nó có ví dụ 3.6, ví dụ 3.6 thì cũng nguyên phân phối siêu bội. Thì chúng ta tham khảo gì? Bây giờ cái ví dụ 3.6 này đó, các anh chị có tài liệu tham khảo rồi đúng không? Thì bây giờ đó là tôi sẽ cho một cái ví dụ tương tự ví dụ 3.6, thì chúng ta thử giải với coi. Thì bây giờ ở trong đây là một kiện hàng có 10 sản phẩm, phải không? 7 sản phẩm loại A. Bây giờ tôi sửa cái đề này lại là một kiện hàng này nó có 15 sản phẩm. Và trong đó cũng có 7 sản phẩm loại A. Nhưng mà lúc này á, tôi lấy ngẫu nhiên ra 4 sản phẩm. Tôi sửa số này lại. Bây giờ mình sẽ lập bảng phân phối xác suất của x, từ tính e x d x đấy. Thì cái này các anh chị giải cái câu này với cái giả thiết tôi đưa ra như thế này, không?
khoảng 10 phút nữa thì tôi sẽ chiếu cái đáp án lên cho các anh chị xem. Được ha. Chúng ta thử giải coi.
Rồi, chúng ta giải xong chưa? Thì cái đáp án của cái bài này, ví dụ như mình sửa thì cái này thành mình sửa cái này thành 15 sản phẩm nè, 7 sản phẩm loại A, như vậy thì nó sẽ có là 8 sản phẩm loại B đúng không? Ở đây tôi coi cái bài giải lúc nãy tôi đáp án. Đây. Nếu mà mình sửa là cái số sản phẩm loại A là 7, tổng số sản phẩm là 15 phải không? Số sản phẩm mà A là 7. Và số sản phẩm lấy ra là 4. Như vậy thì cái công thức mà để tính xác suất x bằng k đó thì nó sẽ bằng công thức này. Và mình cho cái k nó chạy từ 0 đến 4. Tại vì ở đây mình lấy ra 4 sản phẩm thì nhiều khả năng nhất là nó có nhiều nhất là 4 4 sản phẩm loại A và ít nhất là không không có sản phẩm loại A nào. Đó. Thì bây giờ mình lập bảng phân phối xác suất thì công thức này là mình sẽ tính mình call cái giá trị từ k từ 0 đến 4 ha. Thì mình ra được cái bảng như thế này. Đây là bảng phân phối xác suất. Còn kỳ vọng và phương sai đó thì chúng ta sẽ sử dụng công thức EX bằng NB, EX bằng NB. À. N của mình nó là bằng 4, còn B là bằng bằng cái tỷ lệ sản phẩm loại A ở trong cái lô hàng này, tức là 7 phần 15. Còn cái phương sai thì công thức là n nhân b nhân q rồi nhân cho n lớn trừ n nhỏ chia n lớn trừ 1 thì thế vô thì được. Chỗ này là 0,7782, thiếu cái dấu phẩy. Này là thiếu dấu phẩy ha, nên là 0,782. Thì mình tính lại nè. Thì mình lấy 4 nhân cho 7 nhân cho 8 rồi nhân cho 11. Tất cả chia tại vì cái này là n lớn trừ n nhỏ, n lớn là 15 trừ cho n nhỏ là 4 rồi còn 11. Còn chỗ này là 15 nhân 15 rồi nhân cho 10 10 10 14. Để ra được cái đáp số này. 7882, 0,7822. 7822 thiếu dấu không với dấu phẩy cái này. À. Nếu đó mình ghi ra hết 4 chữ số luôn á. À, là làm tròn 4 chỉ số thập phân sau dấu phẩy nha. Rồi đó là cái phân phối siêu bội hay gọi là phân phối siêu hình học đó các anh chị. Bây giờ mình sẽ đi nghiên cứu tiếp một cái luật phân phối nữa là luật phân phối Poisson. Luật phân phối Poisson là nó sẽ có cái miền giá trị là tập số tự nhiên luôn. Giống như cái số người đến siêu thị trong khoảng thời gian nào đó hoặc là số người chờ chờ ở trạm xe buýt trong khoảng thời gian nào đó thì nó có đều có luật phân phối Poisson. Tức là số người đến trạm xe buýt trong khoảng thời gian nào đó hoặc số người đến siêu thị trong khoảng thời gian nào đó thì nó có luật phân phối Poisson. À, thực ra phân phối Poisson tham số nó gọi là tham số lambda ha, lớn không thì miền giá trị của nó là như thế này, tập số tự nhiên và xác suất x bằng k nó sẽ bằng lambda mũ k chia k gia thừa nhân e mũ trừ lambda. Thì đây là cái bảng phân phối xác suất của biến ngẫu nhiên của phân phối Poisson. Thì ở đây đó là lý do là mình cái giá trị càng lớn thì cái xác suất nó càng nhỏ không, cho nên đây mình sẽ tính mấy cái xác suất đầu tiên thôi, còn sau để chấm chấm rồi. Còn cái kỳ vọng phương sai của cái biến ngẫu nhiên phân phối Poisson đều bằng lambda. Thì cái này cái mô hình của phân phối Poisson thì cái này các anh chị đọc thêm giùm. Cái định lý 3.2 là để làm cơ sở cho công thức tính gần đúng phân phối nhị thức và phân phối Poisson, là lúc nãy mình nghiên cứu chỗ phân phối nhị thức rồi. Và định lý 3.3 là cho chúng ta biết là khi mà mình có hai biến ngẫu nhiên có phân phối Poisson và nó độc lập với nhau thì mình cộng lại thì nó sẽ ra được một biến ngẫu nhiên mới của phân phối cũng phân phối Poisson luôn. Thì hai cái ví dụ mà mình
cần nghiên cứu kỹ ở trong cái phân khối bó xong này là ví dụ 3.9 à, ví dụ 3.9 là các anh chị xem lại. Ví dụ 3.9 và ví dụ 3.10 thì công thức tính gần đúng phân phối nhị thức và phân phối bó xong, thì cái này mình tham khảo thôi. Thì bây giờ tôi nói về cái ví dụ 3.3.9 thì chỗ cái phân phối một cơ sở sản xuất trung bình một tuần nhận được 4 đơn đặt hàng, biết rằng số đơn đặt hàng ít mà cơ sở nhận được trong một tuần là biến ngẫu nhiên của phân phối chuẩn phân phối bó xong, tính xác suất để cơ sở nhận được hơn 5 đơn đặt hàng trong một tuần và nhận được 6 đơn đặt hàng trong 2 tuần liên tiếp. Một cơ sở sản xuất thì cái này liên quan đến phân phối bó xong không? Bó xong. À, thì mình gọi ít là biến ngẫu nhiên chỉ số đơn đặt hàng. Gọi ít là biến ngẫu nhiên chỉ số đơn đặt hàng. Nên mình gọi ít là số đơn đặt hàng. Là biến ngẫu nhiên chỉ số đơn đặt hàng đó. Trong một tuần thì theo đề bài ấy, thì ít này nó có không có xong tham số lambda, nhưng mà lambda cũng chính là kỳ vọng của ít và cũng chính là số đơn đặt hàng trung bình một tuần. Đề bài nó cho trung bình một tuần thì nhận được 4 đơn đặt hàng, có nghĩa là lambda bằng 4. Bây giờ mình sẽ tính xác suất để cơ sở nó nhận được hơn 5 đơn đặt hàng trong một tuần, tức là xác suất ít nó nhận giá trị lớn hơn 5, không mà xác suất ít nhận giá trị lớn hơn 5 thì nó sẽ bằng cái này là biến cố nè, ít lớn hơn 5 là vậy thì nhận giá trị nhỏ hơn bằng 5 là biến cố đối rồi. Mình lấy này một trừ ra, bởi vì nếu mà lớn hơn 5 thì mình phải tính xác suất nó bằng 6 bằng 7 vân vân đến vô cùng mình cộng lại thì nó cái đó là không làm được, mà mình chỉ tính được cái xác suất của biến cố đối, tức là nhỏ hơn bằng 5, tức là nó tính xác suất ít bằng 0 cộng xác suất ít bằng 1 cộng xác suất ít tới ít bằng 5, và mình lấy 1 trừ tổng của nó ra. Thấy không? 1 trừ tổng này. Và cách bấm máy tính thì mình làm như thế này. Thì mình sẽ bấm số 1 trừ cho cái tổng này. Cái tổng này thì nó là 4 mũ x. 4 mũ x, chữ x thì mình bấm ở đây hoặc là mình bấm alpha với chỗ này hoặc là mình bấm bên đây cũng được. Để chia cho x dư thừa. X dư thừa này. Dư thừa nằm đây nè. Rồi ở này tất cả mình mới nhân cho e mũ trừ 4. Thì bấm shift với e mũ vô nè. Rồi mình cho cái x này nó chạy từ 0 đến 5. Thì nó ra là 0,2149. 0,2149. Thấy không? Đấy. Rồi bây giờ câu B á, là nó yêu cầu là tính gọi cơ sở đó, cái chữ sở, cái chữ ơ. Cơ sở đó thì nhận được 6 đơn đặt hàng trong 2 tuần liên tiếp. Thì bây giờ mình thấy là trung bình một tuần á, là nó nhận được 4 đơn đặt hàng, vậy thì trung bình 2 tuần liên tiếp, 2 tuần liên tiếp thì nó sẽ nhận trung bình nó sẽ nhận được 8 đơn đặt hàng, cho nên là số đơn đặt hàng trong 2 tuần liên tiếp là biến ngẫu nhiên của phân phối bó xong của tham số lambda bằng 8, và ở đây là tính xác suất y bằng 6, thì thế vô công thức này mình tính được 0,1221. Thế thì đó là phân biến ngẫu nhiên phân phối bó xong ha. Thì cái này là cái ví dụ làm thêm. Bây giờ mình sẽ nghiên cứu tiếp về biến ngẫu nhiên của phân phối chuẩn. Biến ngẫu nhiên của phân phối chuẩn thì một biến ngẫu nhiên mà nó có cái luật phân phối của chuẩn, tức là nó là biến ngẫu nhiên liên tục. Đúng không? Biến ngẫu nhiên liên tục. Và cái tham số
biến ngẫu nhiên có luật phân phối chuẩn với tham số mi sigma bình phương, cái chữ này mình đọc là mi, chữ này mình đọc là mi ha. Rồi chữ này mình đọc là sigma bình. Sigma bình phương. Chuẩn bị chữ bình này viết sai tả bình phương. Sigma bình phương. Thì một biến ngẫu nhiên x là liên tục mà nó có gọi là có phân phối chuẩn với tham số mi sigma bình phương. Ở đây là sigma lớn hơn không, không? Và mình ký hiệu là x dấu ngã, n là cái chữ normal distribution trong tiếng Anh đó, viết chữ chia tắt, có tham số mi sigma bình phương. Cái hàm mật độ nó là như thế này. Cái này hàm mật độ nó mình tham khảo thôi chứ mình không cần nhớ. Thì cái này gọi là phân phối chuẩn, nhưng mà khi mà mi bằng 0 và sigma bằng 1 thì cái hàm mật độ này nó trở thành cái hàm Gauss. Hàm Gauss như thế này. Và đây là cái đồ thị của hàm mật độ phân phối chuẩn này. Ở đây là do tôi kéo giãn cái trục tung ra rất nhiều, thật ra cái này cái đỉnh cao nhất nó có 0,3 0,39 này là do tôi kéo giãn cái trục tung ra. Từ đây qua đây là đơn vị của x, rồi đơn vị của x với y bằng nhau thì cái đỉnh nó tới đây thôi. Mình kéo dài để cho mình thấy là cái hình đồ thị của hàm mật độ của phân phối chuẩn thì nó giống như là cái hình quả chuông. Mình lấy giống hình quả chuông. Và mình có một cái số tính chất liên quan đến cái phân phối chuẩn, thấy không? Chẳng hạn như định lý 3.4, 3.5. Rồi công thức chuẩn hóa nó. Nếu nếu mà x là biến ngẫu nhiên phân phối chuẩn thì biến ngẫu nhiên z chuẩn hóa của nó là có phân phối chuẩn tắc, phân phối chuẩn tắc. Thì trong trường hợp phân phối chuẩn mà nó có tham số lambda bằng xin lỗi mi bằng 0, sigma bằng 1 thì nó gọi là phân phối chuẩn tắc nha anh chị. Đấy. Cho nên là chỗ này đó là một biến ngẫu nhiên được gọi là có phân phối chuẩn, thì khi mà mình chuẩn hóa nó đi, chuẩn hóa nó đi thì mình gọi là biến ngẫu nhiên có, thì cái nó có luật phân phối chuẩn tắc. Thì đối với cái phân phối chuẩn á, thì phân phối chuẩn tắc mình dùng để mình thường mình tính cái xác suất của tất cả các biến ngẫu nhiên khác. Chẳng hạn như lúc nãy mình có công thức tính gần đúng phân phối nhị thức bằng phân phối chuẩn đó, là mình sẽ sử dụng cái hàm hàm phân phối chuẩn tắc, hàm phân phối chuẩn tắc này để mình tính. Thì cái hàm này là cái bảng giá trị nó nằm ở chỗ cái cuối tài liệu này đó. Cuối tài liệu này. Cái bảng nó nằm ở đây. Đây mình có mấy cái bảng rồi, kéo dài. Đây là bảng giá trị hàm phân phối chuẩn tắc nè. Phi. Thì cái bảng này đó thì các anh chị lưu ý là nó tính giá trị hàm phi với phi là từ 0 đến 4. Từ 0 đến 4. Cho nên là ví dụ như ở đây mình muốn tính cái phi mà một số nhỏ hơn 0. Chẳng hạn như chỗ này đó là mình có phi 1 nè. Mình nhìn vô cái bảng mình có cái phi 1. Đây mình thấy cái phi 1 nó bằng nhiêu. Giá trị hàm phi tại điểm 1 là nó bằng 0,8413. À, là chỗ này. Phi 1. Còn phi của 1,5. Ví dụ như mình muốn tra phi của 1,5 thì mình sẽ xem cái chỗ này. 1,5 khó đây. 1,5 là theo cái dòng nó có số 1,5. Thì 0,9332. Bây giờ mình muốn tăng lên, mình muốn tra phi của 1,52. Thì mình cũng tra ở cái dòng mà nó có cái số 1,5 và cái cột có số 2. Mình kéo xuống, cột có số 0,02 nè. Kéo xuống. Thì nó nằm chỗ này. Thì chỗ này nó chính là phi của 1,52. 0,9357. Thì đó đây mình tra cái hàm phi không?
Nhưng mà cái hàm phi này mình tra dùng để mà mình tính cái xác suất. Cái xác suất. Máy tôi nè. Cái trang là mạng nó tiêu à. Hàm phi á, hàm phân phối chuẩn chứ. Này chương 3. Nãy mình đang nói tới phân phối chuẩn rồi. Đấy, thì đây là phân phối chuẩn mình sử dụng công thức 3.16 để tính xác suất không? Đây. Mấy công thức này. Đó bây giờ tôi lấy ví dụ như thế này. Ví dụ là đề nó cho là biến ngẫu nhiên x hay z đi, z là nó có phân phối chuẩn n01. Giờ yêu cầu là tính xác suất để mà trừ một nhỏ hơn z và nhỏ hơn 1,5 chẳng hạn như thế này. Xác suất này thì ở đây đó là mình sẽ sử dụng công thức này, mình lấy cái phi của cái điểm B trừ phi của điểm A, đúng chưa? Đấy, phi của điểm B trừ phi của điểm A. Đó, áp dụng công thức 3.16. Đấy, thì chỗ này mình sẽ bằng cái gì? Nó bằng phi của 1,5 và trừ cho phi của trừ 1. Phi của trừ 1. Bây giờ phi của 1,5 lúc nãy mình tra cái bảng số mấy này. 53. Phi của 1,5 lúc nãy mình tra được là 0,9932. Không, thì đây là 33 bằng 0,9332. Rồi trừ cho phi của trừ 1. Thì mình lưu ý là đối với cái mấy cái bảng này thì phi của trừ 1 thì nó bằng 1 trừ phi 1. Mình nhớ công thức là phi của trừ x bằng 1 trừ phi x. Phi của trừ x bằng 1 trừ phi x. Vậy thì phi của trừ 1 thì nó sẽ bằng 1 trừ phi 1. Mà phi 1 của mình ở đây là 0,8413 đúng không? Đó, thì bây giờ mình thế như đây, mở ngoặc ra 1 trừ 0,8413. Rồi giờ mình lấy máy tính mình tính lại. Nó ra được kết quả như thế này. 0,7745. Thế chứ không. Thì đó là mình ví dụ về cái phân phối chuẩn 01, phân phối chuẩn tắc mình tính xác suất. Không? Đấy. Ví dụ như yêu cầu là tính xác suất để mà z nó lớn hơn 2. Như thế. Thì xác suất z lớn hơn 2. Thì mình sử dụng công thức này. Z lớn hơn a thì bằng 1 trừ phi a. À, xác suất z lớn a thì bằng 1 trừ phi a. Thì mình sẽ bên đây mình sẽ dụng xác suất x lớn hơn 2 thì nó sẽ bằng 1 trừ cho phi 2. Và bây giờ mình sẽ tra cái bảng cuối giáo trình.
vẫn cuối giáo trình. Phi 2 là nằm chỗ này đúng không? Không phải 9772 nè. Không phải 9772. Thì mình tra ra 1 trừ 0,9772 bằng như bấm máy mới được. Không phải 0228. Rồi tương tự như vậy, ví dụ như yêu cầu người ta yêu cầu mình tính tính cái xác suất để mà cái z này nó nhỏ hơn trừ nhỏ hơn một cái số âm rồi đó, ví dụ như nhỏ hơn 1,75 đi. Thì ở đây mình sẽ áp dụng công thức nào, thì áp dụng công thức thứ ba này, tức là 3.18 này, là trực tiếp phi b không? Nhưng mà ở đây của mình đó là nếu mà mình áp dụng công thức đó thì nó sẽ bằng là 1 trừ, này là bằng 1 trừ cho phi của gì, phi của âm âm 1,75 đúng không, 1 trừ cho phi của âm 1,75. Nhưng mà 1 trừ phi của một âm 1,75 thì nó lại bằng phi của 1,75. Thì mình tra bảng ra, tra bảng ra tính được. Thì đó là cái phân phối chuẩn tắc. Còn trong trường hợp mà cái phân phối chuẩn theo kiểu bình thường á, như thế này nè, tức là phân phối chuẩn bình thường là mi sigma bình phương này, thì mình muốn tính xác suất x lớn a nhỏ hơn b thì mình sẽ lấy b phi của b trừ mi chia sigma, không? Rồi trừ cho phi của a trừ mi chia sigma, và mình nhớ mấy công thức này. Bây giờ tôi lấy ví dụ. Đường kính của một loại chi tiết máy do một máy sản xuất là có phân phối chuẩn. Cái kỳ vọng của nó là 20 mm và độ lệch chuẩn là bằng 0,1 mm. Thì khi mà nó nói kỳ vọng đó, chính là cái mi đấy. Thì ở đây mình gọi x là biến ngẫu nhiên chỉ đường kính chi tiết máy, thì x nó có phân phối chuẩn, kỳ vọng của nó là mi này, mi này bằng, đề bài nó cho mi bằng 20 và độ lệch chuẩn nó chính là cái sigma, sigma bằng 0,1. Nhưng mà vị trí này thường ghi sigma bình không, cho nên là chỗ này mình ghi 0,1, sigma là 0,1 bình. Thì bây giờ khi mà mình chọn ngẫu nhiên một chi tiết máy thì tính cái xác suất để cái chi tiết máy này nó có đường kính từ 19,99 đến là 20,02. Thì ở đây mình sẽ áp dụng cái công thức này nè. Công thức 3.20 đúng không? 3.20. Thì nó sẽ là phi của B trừ mi chia sigma trừ cho phi của A trừ mi chia sigma. Đấy, thì bây giờ mình áp dụng như phi B là này 20,02. 20,02 chỗ này thiếu số số 0 rồi. 20,02 trừ cho 20. Sigma là 0,1 chứ. Và mình tính cái số trong ngoặc này. Đó. Bây giờ mình sẽ chia cho 0,1. Thì nó ra 1,5, tức là 0,2, mình tính cái phi của 0,2 chỗ này. Còn chỗ này là 19,99 trừ 20. Chia cho 0,1. Thì nó là phi của trừ 0,1. Đúng không? Thì ở đây đó là nếu mình tra bảng thì mình sẽ đổi sao nè, phi của 0,2 trừ cho 1 trừ phi của 0,1. Mình tra bảng thì mình phải đổi số đó. Bây giờ cái phi của 0,2, cái bảng lúc nãy cái bảng của mình là nó nằm ở trang 126. 0,2 nó nằm đây nè,
0,2. 0,5793. 0,5793. Không phẩy năm bảy chín ba. Thì cái này nó ra là 0,5793 nè. Trừ cho mở mặt 1 trừ phi 1, phi mở phi phi 0,1 rồi ra gì? Coi cái bảng 0,1 đó, phi 0,1 ở chỗ này. 5398 không? 0,5398. Đâu rồi? 0,5398. Rồi lấy máy tính mình bấm lại. Thì cái đáp án nó ra 119991 làm tròn. Thì cái công thức tiếp theo của mình đó là công thức này nè. Xác suất để mà cái đường kính mà nó sai khác so với đường kính trung bình không quá 2 không quá 0,5, 0,05 mm. Cảm ơn các anh chị tới giờ này cũng vẫn theo dõi. Nhiều khi mình đi ôn mà mình cũng có nhiều công chuyện không? Nhưng mà các anh chị cố gắng như vậy là rất là tốt. Tôi nói mà vẫn có người cố gắng theo dõi, tôi cũng có phấn khởi. Đúng không? Thì bây giờ ở đây chỗ này mình áp dụng cái công thức này nè các chị. Đây là xác suất để mà x trừ cho mi mà nhỏ hơn cái số c đó, thì nó sẽ bằng 2 lần phi c chia sigma trừ 1. Công thức 3.23. Đây thì mình áp dụng công thức này vô. Thì cái này c nè chia sigma trừ 1, đúng không? Thì cái này là mình sẽ tính cái số trong ngoặc này ra được hai chỗ số tập phân sau dấu phẩy rồi mình tra bảng ha. Thì cái bảng đây là mình tra cái bảng số 1 này. Tra bảng số 1 này. Đó. Thì ngoài cái cách tra bảng này ra đó thì mình còn một cách nữa là bấm máy để tính cái giá trị hàm phi này ra. Thì mình bấm máy để tính giá trị hàm phi này như thế nào? Thì ở chỗ cái máy tính của mình đây nè, phải không? Máy tính của mình đây mình sẽ bấm chế độ thống kê một biến đó, tức là mod 61. Sau khi mình bấm mod 61 thì mình bấm AC. Không? Đấy, rồi sau đó là mình sẽ bấm option nè. Option phím option chỗ này. Rồi chọn mũi tên xuống. Chọn cái chỗ số 4 là chỗ phân phối chuẩn đó, số 4. Và chọn số 1, nó chính là cái hàm phi này đó, phi này nè. Ví dụ như mình muốn tính cái phi của 0,2. Tính phi 0,2 bây giờ mình trừ cho phi của máy tính thì mình bấm phi của cái số âm cũng được luôn, không? Mình sẽ gọi cái hàm phi ra thêm cái nữa. Âm 1, âm 0,1. Đúng chưa? Đó. Rồi mình lấy phi này trừ phi kia xong rồi bấm enter cái mình bấm dấu bằng cái thì nó ra được cái đáp án. Ra đáp án. Còn bây giờ mình muốn tính cái xác suất này thì mình lấy hai phi của cái số này trừ 1, không? Thì mình bỏ đi một con phi này đi. Thì ở đây mình sẽ lấy hai phi, bấm số 2 ở trước chữ phi.
Gọi là mình sửa này là 0,05. 0,05. 0,05 và chia cho 0,1. Đúng chưa? Thì hai phi của số này rồi trừ cho 1. Đấy, bấm cho bằng ra. Thì nó là 338, 0,38929. Làm tròn bốn chỉ số thập phân á. Vô cái máy thì làm tròn. Thì đây là cái máy 580 thì bấm hàm phi như thế, còn bây giờ đặt vấn đề là cái máy 570 thì bấm hàm phi như thế nào, thì đây máy này thì mình bấm mod 31 nè. Thấy không? Bấm mod 31. Rồi sau đó mình bấm AC. Rồi mình muốn bấm hàm phi thì chỗ này là shift 1 5 1. Cái này hàm phi này đúng không? Hàm phi này á là mình ví dụ như mình muốn tính cái phi của 0,2 nhập vô tính thôi. Bình thường giống như lúc nãy. Giống như cái máy kia. À. Thì tôi có cái máy 570 của Vinican nữa mà. Ship mod 31 với mod 31. Muốn tính hàm phi thì bấm AC phải không? Rồi ship 1 51 ra hàm phi. Đấy. Thì đây là 500 máy 500 70 ES 570 ES, còn còn đối với cái máy mà 500 MS 570 MS ấy. Ngày nay tôi lục ở trên mạng rồi tôi thấy được cái máy 570 MS thì tôi lấy về hướng dẫn anh chị luôn. Hình như có anh chị là tính máy bằng máy 570 không? 570 MS nằm ở đâu rồi? Năm trăm bảy mươi đây nè, đây 570 MS là nó có cấu tạo như thế này cái gì. Thì bây giờ đó là đối với cái máy này đó, mình muốn tính hàm phi thì mình làm sao? Mod mod hai lần. Nào, bây giờ máy này bấm mod mod hai lần, chọn số 1, chọn số 1 phải không, chọn số 1 xong rồi rồi mình mới bấm shift nè, shift shift 3 nó ra hàm phi là số 1. Bây nãy mình tính là phi của 0,2, phi của 2 trừ cho phi phi của trừ 0,1. Rồi bấm dấu bằng nha, giống báo lỗi vậy. Trừ phi của 0,1. Nó bị lỗi chỗ nào? Để tôi bỏ cái dấu này nè. Bỏ một cái rồi tính thử coi nha. Đây là phi phi của 0,2 được. Không biết cái này nó bấm vào phi của trừ 0,2 được không? Ừ, 0,2. Phi của số âm nó bấm được không? Không được. Đối với máy 570 MS này thì nó phải bấm phi của số âm không được, mà phải lấy 1 trừ mới được. À, lấy 1 trừ. Thì đó là cái máy 570 MS ha. Thì ở đây con ba bạn cố gắng đi theo dõi thầy tới giờ này, thì tạm thời bữa nay mình học tới đây thôi, tới phân phối chuẩn là tôi nói tới phân phối chuẩn tới đây thôi. Thấy không? Thì mai thì chúng ta tiếp tục học với phần này, rồi tạm thời tới đây thì tôi ngừng ha. Rồi chào các anh chị. Chào thầy.